Cái có nét không? Nét hơn. Ừ, rồi mình cho cái đèn vào, mình cho cái bóng đèn bên ngoài đèn. Được không? Không, đã nóng rồi, không cái bảng không cần. Hôm tối này mình ngay ấy. Con đang ấy rồi. Hello các chị nha, em chào chị Tuấn Anh. Các chị ơi, vào chia sẻ bài giúp em đi. Cả bộ luôn, chị yêu ơi, cả bộ luôn, xinh không? À, xinh luôn. Chị ơi, xem của em xem là có bị mờ không? Xem của em xem có bị mờ không chị yêu ơi? Hello các tình yêu nha. Đây, ổ cắm ở đây, con cắm cái sạc thôi. Cắm cái sạc ấy. Hello các chị ơi, các chị vào đi. Chị vào đi, em like cho các chị xem set váy em đang mặc này. Chào Tâm Hoàng nha, chào chị Khơi Hương ạ, chào tất cả các chị luôn ạ. Cả nhà vào đi, cả nhà vào chia sẻ bài giúp em nhá. Hơi mờ à chị? Do bị cái cam này rồi, đúng không? Thế này đúng không? Để em lau nhá. Chào Hà Thu nha, chào chị Phương ạ. Chị cảm ơn em nha, yêu dại khờ nha. Tay trái của em một tí á. Đây á. Đây là một set nha các chị yêu ơi. Đây là một set luôn, không phải riêng áo đâu. Đây là bán riêng áo này các chị này. Áo da này, áo da pha lưới này. Cả quần legging luôn nhá. Cả quần legging luôn. Chào mọi người, áo em đang mặc là áo da nhá, áo pha da nhá. Ngược lại á, ngược lại quay vào đây tí á. Nhìn nó cứ mờ mờ ảo ảo như kiểu xương ấy nhỉ. Thử quay kiểu này nhá, đợi các chị đợi em nhé, em quay kiểu này xem nào. Này có mờ không? Vẫn là. Này mờ hơn nhỉ. Hai chị đổi máy đi. Hả? Đổi máy này đi. Đây đi ạ. Vâng, tạm thế này vậy các chị ạ. Tạm nhá, mai em sẽ chỉnh lại ánh sáng của nhà em sau nhá. Đấy. Cả nhà vào chia sẻ bài giúp em nhá. Cả nhà vào chia sẻ bài giúp em đấy ạ. Mẹ ơi, mẹ lấy cho con cái ổ cắm trên tầng với. Lô các chị vào đi. Để em chuẩn bị bán set váy này. Set váy rất là xinh luôn. Mờ à? Chán quá nhỉ. Mờ à chị? Bây giờ phải làm nào nhỉ? Hay là quay này. Đây không? Đây không? Các chị ơi được chưa? Được chưa, hay nhiều bóng điện quá nó cũng bị mờ đấy các chị ạ. Này sáng quá không ạ? Thế này ổn hơn đấy. Chưa đến đoạn này. Thôi được, thế nào. Nhìn máy chứ. Set em đang mặc này các chị ơi. Set đang mặc nha. 310k cả một set luôn, bao gồm áo sơ mi và chân váy dạ đấy các chị nhá. Áo sơ mi và chân váy dạ. Hôm nay chị nào hỏi tất lưới thì về rất nhiều tất lưới này. Về rất nhiều tất lưới nha. Cả nhà cho em xin mỗi người một chia sẻ đi. Xin mỗi người một chia sẻ đi. Set này xinh thật đấy. Hello chị, em chào chị Hiền Hoa nha. Chào chị Bảo Quyên ạ. Xin chào Dai Si. Em không bán áo trắng đâu chị yêu ơi. Em không bán áo trắng đâu. Em bán cả một set luôn nha. Cả một set mà cái này có quần bên trong nha các chị nhá. Có quần bên trong. Váy dạ có quần bên trong luôn. À ok rồi à. Không cần đâu.
Phương xin cute, có set đen không? Set đen là set nào bạn ơi? Đây đây là cả một set là áo nhá. Cái này là áo nhá. À set len không á? Em không bán mình áo đâu, để em bán. Set len em có váy len nhá. Có set váy len nhá các chị nhá. Em có set váy len ạ. Lát em lên nhá. Các chị cứ theo dõi em. Áo sơ mi chất cực đẹp luôn nhá các chị ơi. Áo sơ mi chất cực đẹp luôn, chân váy dạ nhá, có quần bên trong nhá. 310k cả một set em đang mặc luôn. Nhưng mà cái size này rất bé nhá, size này rất bé. Cho chị nào tầm 45 cân đổ lại thôi. 45 cân là em mặc rất là vừa in luôn đấy. 45 cân đổ lại thôi nhá. Chào Trang Vũ. Các chị đang xem livestream của em chia sẻ cho em với ạ. Chia sẻ lên các hội nhóm cho em với ạ. Ai đang xem chấm cho em một chấm đi ạ. Vẫn tối rồi. Rồi lại cho cái bóng về cũ nhá. Bật bóng này lên lại bị lóa sáng. Cho vào đây, bật không vào đây. Phải cho vào đây. Hello, chào Mạnh Tân. Chào Thảo nha. Chào tất cả các chị nha. Em à, áo em đang mặc xinh quá này. Áo pha da nhá. Cái này theo hình cái gì đây nhỉ? Con công. Theo hình con công nhá. Theo hình con công ở hai bên cánh tay này nhá. Áo da mỏng nữa các chị ơi. Nhá. Mặc lên sang chảnh lắm mọi người, mặc với quần đùi da hoặc quần legging xong đi giày cao lên ấy. Set len mà 65 cân là không có đâu. Tất lưới bao nhiêu? À tất lưới em bán 50k một cái, bán tặng các chị luôn. Em thề với các chị luôn là tất này em đi một năm rồi không bị rách nhá. 50k một đôi, đây em đứng xa các chị xem tất lưới nhà em này. Có mơ không các chị, đây tất lưới em đang đi đây nhá. Đây ạ, tất lưới em đang đi đây, 50k một đôi nhá. Các chị mua đi xong rồi em bán kèm cho, mua một sản phẩm kèm một đôi tất lưới đi ạ. 50k một đôi thôi. Không mà áo sơ mi rồi nhá cô Tấm ơi, đợi tí thì em chỉnh lại á. Không có sóc da đâu chị ơi. Đây là một set mà, cái của em là một set luôn. Bên trong có quần luôn nha các chị nha, bên trong có quần luôn. Cái này là size M dành cho các bạn 45 cân trở lại thôi. 40 đến 45 cân thôi ạ, trên cân nặng đấy không mặc vừa đâu nhá. Em 45 cân là em mặc đang mặc rất là vừa luôn đấy, vừa in luôn đấy. Sóc dạ là không có đâu, sóc dạ không có đâu bạn ơi. Tất lưới có 50k một đôi ạ, 50k một đôi. Là... chào chị Hoài Trần nhá, chào Hương nhá. Chào các chị luôn. Đợi để chỉnh ánh sáng các chị ạ, nhìn nhá. Áo da bao nhiêu em? Áo da em đang mặc bao nhiêu nhờ chị ơi? Áo này là 220k nhá các tình yêu ơi. 220k. Nó theo là da mỏng nhá, da mỏng. Theo hai con công ở đây này, theo bằng tay luôn nhá các chị nhá. Có size ML và XL nhá. Số ở Yên Bái bạn ơi, số ở Yên Bái đây, áo da đây. Áo da đi. Xin chào Nga Trần. 220 nhá, 220 các chị nhá. Đây. Chào chị Nga Trần nhá. Chào tất cả các chị luôn. Size ML và XL. Size M là tầm 50 cân đổ lại. Size L là 50 đến khoảng 54 cân nhá. 55 cân đến 58 cân là mặc XL cho em nhá. ML XL nhá. Ở nhà vào chia sẻ bài của em đi, đợi em chỉnh em có một quần legging nhá, quần legging chất đẹp, bao không bay không xù luôn ạ, chất vô cùng đẹp luôn, mặc lên chân dài miên man, chân dài miên man quá đẹp luôn, chân dài miên man và cạp cao nhá, cạp cao qua gối luôn. Đây em chỉnh sang đây. Đấy, ôi sáng rồi đấy, có sáng không? Sáng, lại sáng quá đấy, sáng quá. Sáng quá không phải che một tí. Đồ thì không còn che đâu. Đấy rồi, rồi, sáng rồi đấy. Xin chào, Phạm xin chào tất cả mọi người nhá. Có bộ nào trong người khó không? Em chào chị Thảo, Thiền Thảo Linh ơi, bon chen bộ này cho em đi. Hôm nay em về set này là 45 cân mặc vừa luôn nhá. 45 cân đổ lại mặc vừa luôn. Chị hỏi áo nào ạ? À? Chị hỏi áo sơ mi hay là áo da em đang mặc ạ? À? Chị hỏi áo da hay áo sơ mi? Áo sơ mi này thì là bán nguyên set nhá, không bán rời. Còn áo da em đang mặc là 220k nhá. 220k áo da mỏng pha lưới này, theo hai con công ở hai bên cánh tay này nhá. Không quần váy à, cái này nó là một set luôn các chị ơi, nó là một set luôn nhá. Một set em mặc là 310k. 310k bao gồm áo sơ mi, áo da là 220 nhá. Áo khoác có, đợi chị chút, bây giờ chị lên váy đi, lên váy này, áo da này, quần legging này. Lát nữa có cả set váy dạ nhá. Nguyễn Thị Hoa. Mọi người ơi, 99 người đang xem, share bài cho em với ạ. Share bài cho em lên các trang hội nhóm đi ạ. Tất lưới em đang đi luôn nhá các chị nhá. Tất lưới 50k một đôi luôn nhá. 50k một đôi tất lưới luôn nhá. Rất nhiều luôn. Các chị mà ai mua tất thì cứ comment cho em nhá. 50k một đôi. 50k một đôi ạ. Mặc thích lắm các chị ạ. Tất này mặc thích cực kỳ luôn. Đẹp.
Hello. Chào chị Tôm nhá, chào chị Hà nhá, chào các chị luôn nhá. Mọi người áo da đang mặc đẹp lắm đây này, mặc lên sang lắm. Mọi người mặc với lại chân váy da này, quần da này, hoặc là quần legging nhá, xong đi cao gót lên cho mình nhá, hoặc là đi bốt nhá. Áo khoác mẫu mặc bao nhiêu? Áo em đang mặc là 220k nhá chị Hằng Nguyễn nhá. Chị không thấy em hỏi à? Chị ơi, bây giờ chị mới thấy nha. Xin chào Lệ Thu, xin chào Vũ Trang. Áo da có màu khác không em? Chị Bảo Quyên ơi, áo này chỉ có màu đen thôi chị nhá. Chỉ có màu đen thôi ạ, không có màu khác đâu ạ. Áo này vô cùng đẹp luôn, thêu tay này, thêu hai con công ở hai bên. Thêu hai con công ở hai bên cánh tay này luôn nhá. Chất da mỏng pha lưới này, chất vô cùng đẹp luôn các chị ơi. 220k thôi ạ. Không có mẫu khác đâu Bảo Quyên ơi. Thương Trịnh hỏi gì, hỏi gì đấy chị yêu ơi, chị hỏi gì ạ? Khánh ơi. Khánh Khánh đưa đây cho mẹ, đấy không phải đồ chơi con, đưa đây. Đi ra ngoài đi. Có kiểu khác không Hồng Nguyễn? Chị Hồng Nguyễn. Áo da em đang mặc chỉ có kiểu như thế này thôi nhá chị nhá. Chỉ có kiểu này thôi ạ. Hôm nay đồ bộ thì hẹn mọi người nhưng mà không về một bộ nào luôn đấy các chị ạ. Hôm nay không có đồ bộ đâu nhá. Hôm nay em chỉ có set váy này, có cả váy dạ này, áo da này, quần legging, quần tất nhá. Hôm nay hầu như là về váy thôi các chị ơi. Đồ bộ là không có. Chào chị Hồng Liên nhá. Chào tất cả các chị nhá. Set váy em đang mặc này rất là xinh luôn này. Xinh lắm đấy các chị ạ. Cả một set là 310k. Áo sơ mi này các chị có thể kết hợp với tất cả các chân váy khác nhá. Đây cái phần này là phần dạ nhá, dạ xù này. Với chân váy là nó là cùng một chất liệu luôn các chị ạ. Cả cổ áo này. Đấy, nó là một set mà các chị. Một set là 310k nhá. Chị chào Hương nhá. Cả nhà vào chia sẻ bài hộ em với em bán hàng nào. Chào chị Thúy nhá. Em chào chị Thúy Thúy nhá. Đúng gặp đẹp lắm. Thank you chị Đỗ Ngọc ạ. Đẹp lắm các chị ạ. Áo da đang mặc 220k nhá. 220k này, có theo hai con công ở hai bên cánh tay này, với cả da pha ren nhá. Da pha lưới nhá. Da pha lưới nhá các chị nhá. Chỉ có 220k thôi ạ. Bao chất cho các chị luôn. Áo da 43kg mặc được không? Áo da 43 cân đã mặc được bạn nhá. Mặc size M cho tớ nhá. Xếp váy có không chị? Không có em ơi, xếp váy không có cho 65 cân luôn ấy. Áo da này là từ 40 cân mặc được nhá. 40 cân đến tầm 58 cân. Các chị ạ, 40 cân đến 58 cân luôn. Bao nhiêu nhỉ? 220k. 220k áo len, áo da nhá. Em bán cả quần legging nhá các chị nhá. Quần legging ạ, cao cho mọi người là cặp cao này. Không bay không xù này. Không bay thân xù. Chất vô cùng đẹp luôn, chất xấu chả là em. Các chị ơi, vào chia sẻ bài của em với. Chào chị Lan nhá. Cả nhà chia sẻ bài hộ em nhá. Mỗi người một chia sẻ đi. Để em bán toàn xếp váy xinh thôi các chị ạ. À Hương ơi, chị biết kiểu em thích rồi. Nhưng mà hôm nay chị không lấy được áo da đấy Hương ạ. Ship 30k nhá chị Quyên nhá. Có ship hàng 70k, 70kg không em ơi? Không có 70, không có đâu, không có 70kg đâu. Áo da em đang mặc 220 nhá. Thạnh Hoàng ơi, áo da em đang mặc 220k nhá chị nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Hàng có theo hai con công ở hai bên cánh tay này này. Đây, hai bên bên này với cả da pha lưới nhá. Da pha lưới chất vô cùng đẹp đây, có giãn này. Nó có size nha các chị nhá. Nó có size ML vậy. ML, XL luôn nhá. Đặc xinh cực kỳ luôn. La pha lưới bên trong các chị mặc một áo 2 dây cho em nhá. Bên trong mặc một áo 2 dây nhá. Không có áo da kiểu khác đâu Lê Thu ơi. Em chỉ có kiểu này thôi. Kiểu này là mặc chờ thời tiết thu ấy. Mặc thời tiết thu các chị có thể mặc cùng chân váy xòe này, quần legging này, quần bò này, hoặc là quần sóc da đều rất là đẹp. Áo da 220k nhá, hoa lê nhá. Hoa lê 220k nhá. Bao giá bao chất cho các bạn luôn ạ. 220k. Đẹp lắm. 60kg 1m6 vừa không em? 60 cân 1m6 à, chị mặc XL cho em nhá. 55kg vừa nhá chị Hiền Lê nhá. Lên áo khoác ngắn đi chị.
55 cân mặc size L nhé Hiền Lê ơi. 55 cân mặc size L cho em luôn. Hạnh Hoàng ơi, mình ở Yên Bái nhá. Hạnh Hoàng mình ở Yên Bái nhá. 55 ký Thúy Sinh mặc size L cho em nhá. Mặc size L cho em. Thúy Sinh 55 kg mặc size L thì quá là đẹp luôn. Nó có ML, XL mà XL 70 cân không vừa đâu các chị ơi. XL cùng lắm thì 58 60 cân thôi nhá. XL 70 cân không vừa đâu ạ. ML và XL nhá. 40 ký em mặc size M cho chị. Nguyên lý 40 ký mặc size M nhá. Size M là dưới 50 cân nhá các chị này. Size L là từ 50 đến 55. Ok chị Hiền Lê ạ. Ok em chốt cho chị Hiền Lê. Hiền Lê lấy áo bao nhiêu cân? Chị ok. Hiền Lê bao nhiêu cân ạ? Size L, size M. Cho thôi Hiền Lê một cái áo da nhá, 220k nhá Hiền Lê ơi. Thực ra cái này các chị ấy, mặc thời tiết nào cũng được luôn. Ok chốt Hiền Lê này. Một cái size L nhá. Ăn chơi lắm các chị ạ. Tha lưới, rất là ăn chơi luôn. Chị Nguyễn Ly em cao 1m60, nặng 50kg nhá chị Nguyễn Ly nhá. Em ơi lên áo phao ngắn đi. Chị ơi áo phao ngắn em chỉ có hàng của trung tuổi thôi. Hàng trẻ thì em chưa về được hàng ạ. Thúy Sinh em dơ lại chị xem. Đây. Áo da đây các chị. Áo da nhá. Các chị mặc một áo 2 dây bên trong cho em. Đây là bạn này đang mặc một áo 2 dây bên trong đấy nhá. Mặc áo 2 dây bên trong cho em ạ. Mặc với quần sóc này, chân váy này, quần legging như bạn đấy. Đẹp các chị ạ. Các chị mặc với quần bò rách xong rồi đi bốt hoặc đi cao gót lại rất là xinh ăn chơi. Cái này nó là hàng thời trang thôi nhá các chị nhá. Áo này mấy size chị gái hai con ơi, mình có size M, size L và size XL nhá. Nó là hàng gái thời trang. Gái hai con bao nhiêu kg ạ? Gái 2 con mình chọn cho size nhá. Bùi Thị Thuyên cho xem đi. Xem cái gì chị Bùi Thị Thuyên này hỏi cái gì nhỉ? Cho em à phao ngắn à phao. Ly Phạm mặc size bao nhiêu nhỉ? Ly Phạm comment chiều cao cân nặng đi, mình chọn size cho Ly Phạm. Comment chiều cao cân nặng kèm số điện thoại nhé Ly Phạm nhé. Ly Phạm comment chiều cao cân nặng kèm số điện thoại giúp mình với. Áo này không mua thì quá phí nữa các chị ạ. Áo này xinh lắm, thêu hai con công thêu tay luôn ở hai bên này. Đó. Ra pha lưới luôn nhá. Không có size à 45 kg, 45 kg chị mặc size M cho em nhá. Size M hàng này là size M là size nhỏ nhất đấy, dành cho người 44-45 kg đấy gái hai con. Ok gái hai con trước hàng để lại số điện thoại cho em nhá gái hai con nhá. Hạnh Hoàng 45 kg, 45 kg mặc size M cho em nhá chị Hạnh Hoàng nhá. Chị Hạnh Hoàng đặt hàng để lại số điện thoại cho em đấy ạ. Nha các tình yêu ơi, 220k một áo da. 220k nhá chị Ngọc Hân nhá. 683. Thúy Sinh có được xem hàng trước khi thanh toán không, không em? Nhà em không cho đồng. Nhà em không cho đồng kiểm đâu chị ơi. Em bao giá bao chất cho chị Thúy Sinh nhá. Em cam kết là hàng chuẩn y hình. Chuẩn như hình em đang livestream vậy ạ. Trừ trường hợp là chị mặc không vừa thì bên em sẽ đổi trả cho chị sang size khác thôi. 45 kg 1m55. Mặc size E, mặc size M nhá Ly Phạm nhá. Mặc size M nhá Ly Phạm nhá. Áo da cao 1m60, nặng 58 kg. Chị Nguyễn Nhân mặc XL cho em nhá. Chị Nguyễn Nhân mặc XL cho em ạ. Chị Nguyễn Nhân đặt hàng để lại số điện thoại giúp em với. Nhà em có cả quần tất em đang mặc luôn nha các chị nha. 50k một đôi quần tất nha. Một cái quần Lan tất nha. 64kg có không? Không vừa đâu. Không vừa đâu chị Lan Anh Ngọc ơi. Không vừa đâu ạ. Hạnh Hoàng mình ở Yên Bái nhá. Mình có ship code toàn quốc nhá. Ship COD toàn quốc là 30k nhá các tình yêu nhá. Lấy một sản phẩm hay nhiều sản phẩm cũng chỉ có mất có 30k thôi. Nên các chị không lo về tiền ship luôn nhá. Không lo về ship luôn. Có mất ship chưa chị ơi? Nhà em là ship 30k mà. Ship 30k. Các chị nào mà mua hàng bên em rồi thì thích mua quần tất thì em bán kèm quần tất cho các chị một đôi là 50k nhá. Một đôi 50k chỉ bán cho chị nào mà có mua hàng bên em rồi nhá. Đây này, quần tất em đang đi. 50k mà được hẳn hai cái quần tất. Một cái chứ. 50k một cái. Một cái chị à. Cứ bảo một đôi em cứ một cái quần tất 50k một cái. Chị ơi em nhận được áo dạ rồi nhưng sao không phải màu xanh mà là màu khác, màu đó mặc. Em ơi nó là màu xanh rêu. Hiền ơi, màu xanh rêu mà. Quần tất có một loại, quần tất nhà em chỉ bán một loại này thôi. Quần tất lưới nha các chị nha.
cái lưới của nó rất là vừa phải, không bị to quá mà không bị bé quá. Đây giống như em đang mặc này các chị này, giống như em đang mặc đây nhá. 50.000 một đôi thôi ạ, 50.000 một đôi thôi Lê Thảo nhá. Hải Yến ơi, đúng là màu xanh rêu mà em, màu xanh rêu mà. Có gì em cứ inbox cho chị nhá, màu đấy em phải mix đồ vào. Mix đồ vào chứ bây giờ mình mặc một cái áo dạ mà mặc với quần mặc nhà thì nó buồn cười lắm. Phải đi quần tất mặc chân váy hoặc quần sóc lên nó mới đẹp. Xong rồi trang điểm lên. Đấy. Set em đang mặc nha các chị ơi. Set em đang mặc này dành cho các chị nào từ 45 cân trở xuống thôi. Gồm áo sơ mi và chân váy dạ, bên trong có quần này các chị ạ. Bên trong có quần nha, 310k một set. 310k một set. Cái chân váy này các chị có thể mix được với tất cả các loại áo luôn ấy, không gì riêng áo sơ mi đâu. Ok, chị Nguyễn Thu Hà để lại số điện thoại cho em nhá. Để tớ một đôi. Ok Hà nha. Ok Hà. Đây áo sơ mi này các chị này. Bộ này các chị mặc đi chơi này, đi đâu cũng rất là xinh luôn. Chân váy dạ và áo sơ mi nhá. Xinh lắm nhưng mà nó không có size to. Không có size to, chỉ có size cho các chị từ 45 cân trở xuống thôi. Em 45 cân em mặc vừa in cái này luôn nhá. Tình yêu nào mà lấy cái gì thì Phương Thảo lấy hai quần tất à? Ok chị yêu cho em xin số điện thoại đi chị ơi. Phương Thảo cho em xin số điện thoại nhá. 50k một đôi. 50k một đôi này, em đứng lên. Em đứng lên cho các chị xem quần tất nhá. Quần tất nhà em nhá, đây này. Quần tất lưới nhá các chị nhá. Mặc thích lắm ấy các chị ạ. Mặc quần này đẹp lắm. Bao đẹp cho các chị luôn. Đấy. Mà nó rất là dai luôn. Phương Thảo lấy hai quần tất cho em xin số điện thoại nhá chị yêu nhá. Hai cái 100k. Hai cái 100k nhá. Bao đẹp cho các chị luôn. 50k một đôi quần tất. À 50k một cái. Bây giờ chị đặt 50k một cái. Em nhầm 50k một cái nhá. Nói nhầm, 50k một cái nhá. Hiền Tu Ti ơi, áo phao Phương Thảo chưa về được rồi. Phương Thảo ơi, 50k một cái, hai cái là 100k. Nếu mà ok thì cho em xin số điện thoại nhá. Không, đừng có nghĩa là hạ 50k một đôi này nhá. Vâng ạ, không ạ. Không, con ra ngoài đi. 50k một cái quần tất này các chị ơi. 100k một đôi nhá. Phương Thảo có lấy thì ok, chốt cho em xin số điện thoại đi. Không có phao ngắn đâu Hiền ơi. Nguyễn từ... Phương Thảo ok, Nguyễn Phương Thảo cho số điện thoại rồi này. Từ đấy đến giờ là em nói nhầm mà các chị. 0984 0984 101 101 769 769 em nhầm Lê Thảo ơi, em nhầm mà. Em nhầm đấy, em vừa giải thích lại cho mọi người đấy. 50k một cái nhá các chị nhá. Hiền ơi chị, hôm nay chị đi mong là có lấy được áo phao dáng ngắn nhưng mà không có em yêu ạ. Không có luôn ấy. Không có phao dáng ngắn đâu. Các chị nên mua quần tất này đi, thực sự luôn là mặc rất là thích mà nó dai lắm các chị ạ. Nó dai lắm, nó không rách như mấy cái kiểu quần tất đấy đâu. Mặc cái này thích lắm. Nhưng mà nếu mà mùa kia mà lạnh nhá. Em mượn em. Em nhầm mà, chị Lan ơi em nhầm mà. Em nói là em nhầm rồi đấy. Từ đầu giờ em bị nhầm mà. Em đính chính lại nha, 50k một cái quần tất nha. Phương Thảo có lấy thì ok, không thì em hủy nhá. Sợ chị nghe nhầm tưởng 50k một đôi ấy. 52 ký chỉ có váy thôi, không có chân váy đâu chị yêu ơi. Chỉ có váy thôi nhá, không có chân váy đâu ạ. Em chuẩn bị lên set dạ này, set dạ rất là xinh này. Bạn nào mà thích áo da mẫu đang mặc thì chốt hộ em cân nặng cộng số điện thoại nhá. À thích mẫu áo da em đang mặc này thì chốt cho chiều cao này, cân nặng này kèm số điện thoại nhá. Mẫu này là 220k, áo da em đang mặc là 220k, bao giá bao cho các chị luôn nhá. 220k. Em Ngọc đâu? Ngọc ngoài. Thế con ra ngoài đi để mẹ bán hàng nhé. Nhanh. Đi ra ngoài nhanh lên. Chân váy thì không có chân váy rời đâu, chỉ có một set thôi. Đây này, set nào có tình yêu nào thích thì chốt hộ em này. Có quần bên trong luôn nha, có quần bên trong. Lên váy à, đây váy đây các chị yêu ơi. Mua nhiều có giảm không chị? Mua nhiều á? Các chị ơi mua nhiều thì giá này là giá quá rẻ rồi. Các tình yêu ạ, giá quá rẻ rồi nhá. Váy đợi em chút đi, em đang lên dần dần váy nhá. Váy này này, thứ lượng không nhiều đâu. Ai lấy thì cho hộ em này. 40 cân, 45 cân đủ lại là mặc vừa xinh luôn.
vừa xinh luôn đây, em 45 cân mặc vừa xinh cạp luôn nhá. Ờ không chị ơi, ba đôi là 150k. Quần riêng quần tất thì em chỉ lấy các chị 20k tiền ship thôi nhá. Riêng quần tất ấy, nếu mà chị nào mua kèm vào thì vẫn mất 30k tiền ship. Nhưng mà nếu các chị mua riêng quần tất thì em chỉ lấy 20k tiền ship. Nói chung là em khuyến khích các chị làm ví dụ mua set váy hay set gì thì mua kèm quần tất vào, chứ mua riêng quần tất mà tiền ship thì quá tội đấy. Chân váy là liền mà. Chị ơi, chị Ruby ơi, cả một set tôi đang mặc ấy, không phải là rời đâu. Cả một set đang mặc là cái phần cổ này với phần tay này nó cùng chất với chân váy luôn nhá. 310k một set các chị ạ. 310k một set nó. Quần tất 50k một chiếc nhá, An Nguyên nhá. 50k một chiếc ạ. Quần tất đang mặc là 50k một chiếc nhá các chị nhá. 50k một cái quần tất nhá. Đây. Set này xinh lắm này. Có áo da không chị? Áo da thì có da mỏng thôi em ơi, có da mỏng thôi nhá. Không có da dày đâu, hôm nay chị chỉ về da thời trang da mỏng thôi. Nhưng ăn chơi lắm. Cái áo này, áo sơ mi này chất rất là đẹp luôn. Các chị có thể mix thành mix cùng chân váy bút chì đi làm được nhá. Còn khi đi nào đi chơi thì mình mặc một set như thế này này. Đi chơi mặc một set như thế này với quần tất lưới như này cực kỳ xinh luôn. Bên ngoài các chị có thể khoác áo dạ hoặc là áo da đều được nhá. Chào Trần Hương nhá, chào các chị nhá. Cả nhà vào chia sẻ bài hộ em với. Em ơi, có nhiều mắt lưới lắm nhưng mà chị chọn cái này là tất cả mọi người đều đi được này. Nó không bị bé quá mà không bị to quá đâu. Không có quần tất khác đâu cả nhà. Em chỉ bán một cái quần tất duy nhất này là do là em mặc rồi, mặc cả một năm ngoái rồi nó không hề bị rách luôn. An Nguyên em ở Yên Bái nhá. Chị An Nguyên lấy ba cái thì cảm ơn số điện thoại giúp em với. Ba đôi quần tất hả? Ok An Nguyên nhá. Của chị ba đôi là 170k cả ship nhá. 170k cả ship. Các chị mua quần tất làm gì có giá 50k đúng không? Ít nhất phải 80k trở lên. Lily ơi, cái gì đấy em? An Nguyên lấy ba quần tất là 150k cộng 20k tiền ship là 170, cho em xin số điện thoại nhá. Ok này, chốt ba đôi này, đi cả mùa đông luôn. Mùa đông nhá, các chị có thể đi một cái quần tất đen bên trong và đi cái lưới này ra ngoài, đẹp lắm các chị ạ. Mặc quần tất đen bên trong đi cái lưới này ra ngoài, quần tất đen ấy nó vừa bền và đẹp. Chân váy là không bắn rời nhá chị Thanh Cúc nhá, cả một set liền luôn. Cả một set đang mặc là một set liền luôn chị nhá. Một set liền này các chị thấy xinh chưa? Quá là xinh luôn. Không phải rìa rời chân váy đâu bạn ơi. Nó là liền mà. Nó là một set. Ok, cho chân, chị An Nguyên nhá. Chân váy rời cộng áo sơ mi rời. Nhưng mà tớ bán cả set nhá. Không bán một cái luôn. Đấy, quần tất quá đẹp luôn. Em không định bán quần tất đâu. Em không định bán quần tất đâu. Nhưng mà do là em mặc này, các chị hỏi nhiều quá. Mà thực sự em thấy cái quần tất này đi rất thích luôn. Các chị mà móc vào đâu thì không tránh khỏi nó rách. Nhưng mà để mà cứ đi bình thường này, em có một đôi như em đi một năm ngoái luôn. Đến năm nay nó không hề bị rách luôn các chị ạ. 50k một đôi mà đi lên nó không bị giá ấy, đẹp lắm. Có bộ gió. Không có bộ gió đâu Huyền ơi, không có bộ gió đâu nhá. Bộ này xinh này các chị này, 310k gồm áo sơ mi và chân váy dạ nhá. 310k thôi, cả một set luôn mà chân váy có cả quần luôn này các chị này. Chân váy có quần bên trong luôn nhá. À Minh Chi ơi, không bán rời bạn ơi, không bán rời. Cái set tớ đang mặc là tớ bán cả set luôn, không bán rời nhá. Cả một set gồm áo sơ mi và chân váy. Tình yêu nào đặt thì chốt hộ mình cân nặng để mình xem là có vừa không. Tại vì set này hơi bé, nó chỉ có size M từ 45 cân đổ lại thôi nhá. 44-45 cân đổ lại thôi chứ không có size to. Chị làm tóc á? Trời ơi. Tóc tai chán thế này em ơi. Đấy. Chị ở Yên Bái, chị làm ở Yên Bái nhá. Chân váy rất là xinh luôn. Các chị không có thể kết hợp với áo len ấy. Với chân váy này mình mặc với áo len cũng đẹp. Đây, tình yêu nào lấy quần tất thì chốt hộ em này. Cái quần tất này, cái quần hôm trước của chị nó rộng, nó to, quần này vừa. Cái mắt bé hôm nay, mắt này đẹp. Mắt này là mặc đẹp nhất ấy. Không hở mà ngoài. 310k một set nha mini chi nhá. Cái này không có size to, chỉ có size cho các bạn từ 45 cân đổ lại. Tớ 45 cân tớ mặc vừa in luôn nhá. 45 cân đổ lại thôi. Mặc cực kỳ xinh luôn. Quần tất bao nhiêu? Quần tất 50k một cái quần tất. Mẹ đeo lại cho con. Ra bà đeo. 50kg không vừa đâu. 50kg không vừa. Ra bà đeo con lớp. Bà đeo. Con
50 ký không vừa đâu chị ơi, 45 cân đổ lại thôi. Em 45 cân em mặc vừa in luôn nhá các chị nhá. Vừa in luôn đấy. Đây này. 40 đến 45 cân là mặc được set này rồi các chị ạ. Mặc được. Tay này không phải dài đâu nhá, kiểu nó là thế nhá các chị nhá. Tay này của nó là thế nhá. Các chị thích đính cúc vào trong cho nó chật chật hơn để mặc bung vuông như thế này cũng đẹp. Mặc thời tiết thu này rất là xinh luôn. À chị làm ở Ngọc Tóc Xinh. Em ơi, Thách Thách Cúc ơi, chị làm tóc ở Ngọc Tóc Xinh nhá. Em ở Yên Bái à? Đấy, mọi lần thì có nhiều bạn bé bé xinh xinh này, hôm nay vào bon chen set này thì cực kỳ yêu luôn. Đi chơi cũng đẹp này. Chân váy đẹp mà nhỏ quá, đúng rồi. Chị Nhung ơi, em gửi rồi nhá. Em gửi rồi, chân váy này chỉ dành cho các bạn bé bé thôi. Tại vì không có size to. Không có size to, mặc cái này thích lắm các chị ạ. Bên trong nó có quần này này, mình mặc thoải mái lắm. Bên trong có quần luôn nhá. Đi cùng váy bao nhiêu tiền? Một set là 310k. Chị ơi, chị Phương Mai, một set của em đang mặc là 310k nhá. Cả áo sơ mi và chân váy luôn. Cả áo sơ mi và chân váy nó đi theo set mà chị. Nó là rời nhưng em bán theo set nhá. 310k một set luôn. Đây, tay với cổ nó là dạ giống cái chân váy luôn nhá. Các chị yêu nào đi làm thì có thể cùng mix quần cùng chân váy Gucci. Đấy, hôm nay không có nhiều bạn bé bé, mọi hôm nhiều bạn bé lắm. 45 cân trở xuống lắm. Hôm nay chắc là các bạn chưa vào xem liver thôi. Đấy, xinh nhá các chị nhá, nó không có size to. Ai lấy quần tất thì cứ comment cho em nhá. Bán một đôi thì nói một đôi, có ai mua một cái đâu mà nói vậy. Họ hiểu nhầm. Sao lại bán một đôi mà nói một đôi? Tớ bán một cái nhá, ai lấy một cái thì 50k, mà lấy hai cái là 100k cơ mà. Một chiếc nhá. Trời ơi, mọi người ơi, sao lại hiểu nhầm nhỉ? Một cái quần tất là 50k, mua hai cái là 100k Lily nhá. Mua một cái thì 50k, một cái cũng mất 20k tiền ship mà hai cái cũng mất 20k tiền ship. Như cái chị gì An Nguyên mua ba cái thì cũng chỉ mất có 20k tiền ship thôi nhá. Có áo da đen mỏng thôi nhá Hồng Phương nhá. Có áo da đen mỏng em đang mặc ạ. Có theo hai con công ở hai này, hai cánh tay này này, theo hai con công ở hai cánh tay này nhá. Áo da mỏng đấy nhá, em chỉ có áo da đen mỏng và pha lưới thôi nhá. Chất này co giãn vô cùng đẹp luôn, em bao giá bao chất cho các chị luôn này. Chất vô cùng đẹp luôn, nhìn theo con công này. Sẽ eo không căng cho lắm là sao? Eo không căng cho lắm là sao bạn ơi? Mặc sơ mi nó phải thế này chứ, nếu mà ôm sát vào đây không đẹp đâu. Cái kiểu của nó là thế đấy. Mặc nó phải bung bung như thế này. Nó là sơ vin vào cơ mà. Trời ơi, mặc không căng rồi nó phải chẳng lẽ mặc như bon lên áo body à bạn? Em mặc váy dạ cho chị. Mặc cái váy dạ nâu size M ấy. Áo da đó bao nhiêu? Áo da là 220k nhá. Áo trắng Ngọc Linh ơi, em bán cả một set luôn. Cả một set là hạn 310k, gồm chân váy luôn nhá chị nhá. Là cả chân váy và áo sơ mi luôn đấy. 310k một set chị nhá. Ô cái này không có size S à? Không có size S, nó chỉ là M L thôi. Có đây. À, có gi lê phao này các chị ơi, có gi lê phao này. Nguyên set luôn mà. Có gi lê phao này. Rồi. Cái áo có áo len của nó lên hả? Di lê phao nhá, di lê phao này 58 cân đổ lại nhá. Di lê phao có mấy cái cho tí em giới thiệu cho các chị sau. Kể cả cái áo trắng này các chị mặc với quần bò cũng đẹp luôn. Quyên ơi, cái này là một set này là 310k em nhá. 310k. Set này rất là bé luôn, chỉ dành cho các bạn từ 45kg đổ lại thôi nhá. 45kg đổ lại thôi, to hơn không vừa đâu nhá. To hơn không vừa đâu. Xinh lắm các chị ạ. Mọi người đi chơi thì mix cái này, còn đi làm thì mix sơ mi này với chân váy Gucci hoặc là mặc với quần jean à quần vải ấy, xinh lắm. Cái chất của nó đẹp lắm các chị ạ. Chất của nó rất đẹp luôn. Các chị mua một cái chân váy cũng phải tầm hơn 100k và mua cái áo. Áo da bao nhiêu ký mặc vừa? Áo da Hiền Hoa ơi, em có đến tận 58 cân luôn nhá chị nhá. Nó có M, L và XL nhá. Có 3 size M, L và XL. 52 cân thì không vừa đâu. 52 cân em có thể bon chen set dạ này này. Chị chuẩn bị bán set dạ này cho em này.
52 kg vừa luôn, set dạ này. Các chị đợi em nhé, để em lên set dạ cho các chị nhá. Set dạ có size ML. Size M thì để em cho bạn này mặc lên rồi em ước chừng cân nặng luôn cho các chị. Áo da là dáng dạ, áo da mỏng thôi Hương Quang ơi. Áo da ấy ấy. Áo da mỏng, áo da lưới em ạ, không có áo da dày đâu nhá. Không có áo da dày đâu. Da này là áo da thời trang thôi nhá. Set này bạn nào bé bé xinh xinh thì vào chốt của tớ này. Đẹp luôn, bao đẹp cho các bạn luôn. Chỉ bé mới mặc được thôi chứ to quá không mặc được đâu. Chuẩn bị lên set dạ nhá các tình yêu nhá. Set dạ cực đẹp luôn ấy. Set dạ này năm ngoái em bán cái chất như thế này rồi. Nó là vải dạ lì luôn. Chị Huyền ơi em không có bộ đâu. Chị hỏi em bộ đúng không? Hôm nay không có bộ đâu chị tình yêu ơi. Hôm nay em không về bộ đâu nha. Em mặc size M đấy ạ. Size M rồi vợ. Thế là size M phải từ 53 cân đến 58 cân đấy nhỉ. Size M thì xét dạ như thế này nhá. Các chị ơi đợi vào đây đợi xét dạ luôn này. Đây xét dạ đây này. Xét dạ đây, đây các chị nhá. Cả áo len luôn nhá. Xinh chưa? Đẹp lắm. Đi với dép cao dạ, dạ lì, dạ lì bao đẹp luôn. Cái này em có size ML. Đâu chị em có size M. Size này size M. Size M. 53 cân đến 55 cân nhỉ. Còn cái size L là 56 đến 60 cân. Wow. Chị ơi phao hôm nay không có mấy đâu. Gile phao cô ơi, gile phao nó hơi trẻ một chút đấy cô ạ. Xét dạ như thế này này các chị này, có màu nâu tây và màu xanh rêu nhá. Màu nâu tây và màu xanh rêu. Có áo phao mới về mặc xem chị ơi. Áo phao mới về chị không có, hôm nay không có một cái áo phao mới về nào luôn ấy. Toàn váy thôi các chị ơi. Bộ cũng không về luôn, bộ hôm nay chưa về, chắc phải 1-2 hôm nữa mới về tới nhá các chị nhá. Em chỉ hôm nay em lấy được mấy cái set váy xinh xinh nhìn cho các chị này. Váy dạ này các chị này. Váy dạ gồm bao gồm cả áo len bên trong luôn nha. 450k một set váy dạ. Dạ này thì các chị yên tâm, dạ ép đẹp, bao đẹp set dạ luôn cho các chị. Bao gồm cả đai nhá. Đây này. Có túi nhá các tình yêu này. Đây. Đẹp lắm ấy, dạ này dày đẹp lắm. Set dạ là 450k bao gồm cả áo len bên trong. Các chị mua cái áo len của nó cũng vào hơn 100k rồi. Áo len bình thường các chị phải mua tầm 150k rồi. Áo len này đẹp các chị ạ. Chất đẹp, đẹp đầy luôn các chị ạ. Đấy nhá. Có hai size ML nha các tình yêu nhá. Đến tận 60 cân luôn. 1m52 nặng 50 cân vừa set dạ size M này chị ơi. Chị vừa mặc nhá. Vừa size M luôn nhá. Mặc lại quá xinh luôn. Chị đấy. Mặc set này lại xinh đi quá làm luôn. Đi chơi đi đâu cũng đẹp luôn đấy. Thì các chị đi bốt hoặc đi giày cao em nhá. Đi bốt hoặc giày cao màu đen đi cho em. Đi bốt hoặc giày cao màu đen hoặc là giày màu nút cho em nhá. Hoặc là giày màu nút cho em nhá. Chân dài mi man luôn. 450k một bát dạ. 450k nhá. 450k nhá. Gái xinh mai nhá. Size L đây. Size L này to lắm. 56 đến 60 cân nhỉ. To mà. Size L là 56 cái này 55 cân mặc được. 55 cân mặc được. 55 cân. Size M là đây này bạn, 50 cân cũng mặc được nhá. 50 đến 50 cân. Đai mà, đai chỉnh. Cái xinh ơi, em 60 cân em mặc size L cho chị nhá. Mặc size L cho chị nhá. Chị Hải Trịnh ơi, chị mặc 1m50 ấy, nặng bao nhiêu nhỉ? À 1m52 nặng 52 cân thì mặc cho em size LM nhá. 450k một set bao gồm cả áo len và dây đai luôn các chị ạ. Bao gồm cả áo len và chiều dài rất là đẹp luôn. Em cao 1m6 nặng 50kg nhá chị Hải Trinh nhá. Em cao 1m6 nặng 50kg ạ. Các chị mặc set này xong là đi đôi giày cao hoặc bốt màu đen hoặc là màu nút vào thì quá là xinh luôn. Nhìn sang chảnh lắm. Dạ dày đẹp lắm các chị ạ, nó là dạ ép luôn đấy. Dạ ép đẹp luôn. Em đứng sát đây cho các chị xem chất này. Đây dày nhá các chị nhá, không mỏng đâu nhá. Chất dạ này cực kỳ đẹp luôn nhá. Có áo dạ ngắn cho em ơi, Trần Thúy Hằng. Chị ơi, hôm nay không về một cái áo dạ nào luôn ấy chị yêu ạ. Không về một cái áo dạ nào luôn, chị ơi. Không có áo dạ đâu. Sorry các chị nhá, hôm nay em không nhặt được một cái áo dạ nào. Hôm nay chỉ có váy thôi các chị ơi. Set em đang mặc này xinh quá này. Đẹp lắm, màu nâu tây.
mà chỉ có 450k thôi nhá. Chất dạ đẹp em bao chất bao giá cho các chị luôn. Quay là sao luôn nha các chị này. Đấy. Xét dạng này trẻ mặc được thôi cháu nhỉ. Ôi cô ơi, cô bao nhiêu tuổi? Mặc được cô ạ. Cái set này nó đẹp lắm, trẻ cũng mặc được, trẻ nó chung chung tuổi mặc được luôn. Mặc được. Mỗi một tuổi mặc nó lại có một cái đẹp khác nhau. Set váy em đang mặc bao nhiêu? 450 set váy này à? Em set trắng là 301 và set dạ này là 450 nhá chị Thúy Hằng nhá. Set dạ đẹp lắm chị ạ. Đẹp lắm ấy, chiều nay có một chị đến à. Đây kia chị dặn để mai chị qua lấy. Có ít thôi nha, tình yêu nào đặt thì chốt hộ em nhá. Không có nhiều đâu. Bao chất cho mọi người luôn, quá là đẹp luôn đấy. Bao chất đẹp luôn. 450k bao gồm cả len luôn các tình yêu ơi. Xe em đang mặc 450k nhá. Xe em đang mặc 450k. Em cao 1m6, nặng 50kg nha các chị nhá. Thảo Linh thế là hôm nay em không lên giá phong trên. Thảo Linh em cô 57 tuổi thì cháu sợ hơi trẻ đấy cô ạ. 57 tuổi thì hơi trẻ ạ. Xét dạ này đến tầm 59-60 cân mặc thoải mái luôn nhá các chị tình yêu nhá. 59-60 cân mặc được luôn, nó có hai size ML. Hai size ML, size M của nó cũng phải tầm từ 52 cân đến khoảng 55 cân. 50 cân cũng được rồi, 50 cân cũng dưới 1m6 là bon chen được rồi ạ. Bao gồm cả áo len luôn. Cả áo len luôn các chị nhá. Xét này đi làm đi chơi đều rất là đẹp luôn đấy. Các chị đi với đôi giày cao gót hoặc đôi bốt lên thì quá là xinh luôn, vừa xinh vừa sang. Ai không thích, ai không đi được giày cao thì có thể đi một đôi giày thể thao màu trắng lên nhá. Đi một đôi giày thể thao màu trắng lên nhá. Dạ này đanh đây, dạ này dạ ép đấy. Áo len màu đen. Áo len màu đen nhá bạn ơi, áo len đen luôn. Áo len này về các chị có thể mặc với nhiều cái luôn. Hiền Tu Ti, thank you Hiền Tu Ti nha. Đẹp lắm đây này, nhìn này các chị này. Nhìn sát màn hình là các chị biết nó chất như thế nào rồi. Em mà bán cái set này ra 450.000 thì chỉ có trên cả đẹp luôn các chị ạ. Chất nó phải quá đẹp rồi thì nó mới có cái giá này. 450k một set bao gồm cả áo len luôn. Nếu mà các chị không lấy áo len ấy, em bán cả áo len nhưng mà em tính nha, bình thường các chị đi mua cái áo len mặc trong này nó cũng phải tầm 150k rồi. Xem mình đang mặc 450k nhá Thảo Thu nhá. 450k nhá Thảo Thu nhá. Trúc Linh xem mình đang mặc 450k nhá. 450k nhá. Trúc Linh Thu Nguyễn nhá. 450k nhá. Bao giá bao chất cho các bạn luôn ạ. Bao giá bao chất cho các bạn luôn ạ. Đây ạ. Set này bao gồm áo len đen với cả đai này với cả váy màu em đang mặc nhá. Mọi người đặt hàng để lại chiều cao cân nặng để em tư vấn size cho ạ. Mọi người đặt hàng để lại chiều cao cân nặng em tư vấn size cho nhá. Tầm 50 cân trở lên là các chị bon chen được rồi nhá. 50 đến 60 cân các chị ạ. Bao đẹp cho các chị luôn. 450k một set bao gồm cả áo bên trong luôn. Em chào chị Hương nhá. Chào chị Liên ạ. Chào tất cả các chị yêu nha. Mở nhạc lên tí cho em đỡ buồn, hôm nay mọi người đâu hết rồi. Mọi người ai đang xem livestream của em share lên các hội nhóm giúp em với ạ. Share lên các hội nhóm để đẩy lượt view cho em với. Set em đang mặc xinh quá này mà có 450k thôi các chị ạ. Set em đang mặc quá là xinh luôn, có 450k này, bao gồm một áo len với cả đai váy này với cả váy em đang mặc nhá, màu nâu tây ạ. Cái này có cả xanh rêu nhá các tình yêu nhá, nhưng mà xanh rêu em chỉ có hai cái thôi. Xanh rêu có hai cái thôi ạ. Chị mặc đẹp luôn. Chị mặc đẹp luôn chị Liên ạ. Chị bao nhiêu cân để em xem là chị mặc size nào nào. Đẹp lắm chị ơi, cái này đẹp lắm đấy chị Liên ạ. Em bảo đẹp là đẹp. Mà em bán giá này ra là chỉ có đẹp thôi. Bao gồm cả áo bên trong luôn. Chất dạ đẹp lắm, dạ lì luôn đấy. Mà dày dạ. Không phải là phông hay cốt tông gì đâu nhá, dạ luôn. Đây, lưng đây Phạm Yến ơi. Đây, lưng đây bạn ấy chưa cài cái đai vào đây các chị ạ. Bạn ấy chưa cài cái đai vào đây nên là nó bị rúm. Em cài lại cái đai, cho hai cái đai vào cái này cho chị. Đây. Để em cài lại đai nhá, cài lại đai nhá. Chưa cho hết đai vào đĩa nên là nó mặc nó hơi bị nhăn. Bao đẹp luôn đấy các chị ơi. Chị Liên bao nhiêu cân? Chị Liên bao nhiêu cân để em xem là chị có mặc vừa không ạ?
450k là bao gồm cả áo trong rồi. À set trắng đây Ngọc Linh ơi, set trắng của chị đây. Set trắng của chị đây. Ôi. Set trắng và quần tất nha, bán cả set luôn, cả quần tất luôn nha. Ai lấy cái gì thì chốt nha. Chị 58 cân thì mặc L cho em. Trời ơi, chị cũng to thế à? Em tưởng chị tầm 54 55 cân thôi chứ. 58 cân chị mặc vừa size L luôn chị Liên nhá. Vừa size L luôn. Set yếm có size từ 50 cân đến 60 cân nhá, mini chi nhá. 450k. Đây 450k. Đấy. Đẹp chưa các chị ơi? Đằng trước đằng sau đều rất là đẹp luôn nhá. Đằng trước đằng sau đều rất là đẹp luôn. Đây là bạn em còn đang đi chân đất đấy. Chiều dài nha các chị. 57kg vừa không nghe. 57kg chị chỉ mặc size L, chị phải mặc size L đấy nhá. 57kg mặc size L cho em. 57kg mặc size L cho em nhá. 57kg mặc size L cho em nhá, chị Mi Trần nhá. Mặc vừa bao đẹp luôn các chị ạ. Xin chào Hoàng Đượm. 130 người đang xem, chấm cho em đi ạ. Xe lên các hội nhóm giúp em với 48kg mặc vừa không? Mặc được size M mà. 48 cân nhá, 48 cân sợ hơi rộng đấy em ơi. Bạn rộng, này phải tầm 50 cân được. 50 cân trở lên Ngọc Linh nhá. À cái set của chị 48 cân không vừa đâu. Set của chị 48 cân không vừa đâu em ơi. Set của chị chỉ tầm 45 cân thôi. 58 ký chị mặc size L cho em nhá chị nhá. Đẹp lắm ấy các chị ơi, bao đẹp cho các chị luôn. Ok, em để cho chị Liên nhá. Áo sơ mi trắng, nó là một set luôn Ngọc Phạm ơi. Một set của chị là 310k nhá. Để cho chị Liên size L đi. Ok, em để cho chị Liên size L. 48kg 1m64 mặc được không? Xét dạ này, ok Hải Trịnh cho em xin số điện thoại đi chị yêu ơi. Chị Hải Trịnh cho em xin số điện thoại đi. Chị cho em cân nặng và số điện thoại nhá, thì em mới chốt hàng được ạ. 48kg 1m64 mặc cái nào chị ơi? Xét nâu bao nhiêu? Xét nâu là 450k. 450k các tình yêu nhá. Xét nâu mình mặc 450k nhá. Bao giá bao chất cho các bạn luôn. Bao giá bao chất cho các bạn luôn. Đảm bảo cam kết là hàng đẹp luôn. Hải Trịnh bao nhiêu cân nhỉ chị ơi? Chị bao nhiêu cân để em xem là em lấy set nào cho chị. Chị bao nhiêu cân ạ? 1m6 nặng 60 cân mặc size L chị yêu nhá. Mặc size L cho em. Hải Trịnh ơi, chị bao nhiêu cân để em xem là chị mặc vừa size nào. Chị Đỗ Vân mặc size L cho em nhá. Chị Đỗ Vân đặt hàng để lại số điện thoại cho em ạ. Đúng rồi, còn 2 xanh và 2 kia thôi các tình yêu ơi. Còn 3 cái size M luôn ấy. 58kg màu nâu căn võ. Cho số điện thoại được, ok. Hiền Lương không được xem hàng trước khi thanh toán đâu nhá. Bên mình không có đồng kiểm đâu nhá. Em cam kết là hàng các chị nhận là những như cả em đang livestream đây, các chị nhìn thấy bằng thật đây. Set no size M xuyên hoàng cho em số điện thoại chân. Này xuyên hoàng 1m525 ký cân Hải Trịnh duyên hoàng luôn nhá. Hải Trịnh duyên hoàng hai cái luôn. Căn chị căn võ này là size L đúng không ạ? Size L này màu nâu, ok chị luôn nhá. Em chốt cho Hải Trịnh nhá, chốt cho Hải Trịnh luôn này. 0989 đẹp lắm các chị ạ, bao đẹp luôn. 0989 48777 ạ. 246 246 căn võ size số điện thoại rồi nhá. Hải chị 52kg, ok. Xen nâu xuyên hoàng, xen nâu em chốt cho cái gì đấy? Xuyên hoàng, ok chốt cho xuyên hoàng này. 450k một set yếm nhá. Phạm Thị Thùy Dung yếm nâu size M, ok này. Phạm Thị Thùy Dung 62kg không vừa đâu. 62kg không vừa đâu các chị ơi, đến tầm 60 cân thôi nhá. Phạm Thị Thùy Dung đi. Size M. Em chốt cho chị Xuyên Hoàng này, chốt cho chị Thùy Dung này. Xét dạ nhá, tình yêu nào mà lấy quần tất, các chị có mua quần tất kèm luôn thì em bán luôn cho các chị nhá. Quần tất là 50k một cái quần tất. 0989487. 55kg mặc đẹp luôn size M chị yêu nhá. 55kg mặc đẹp luôn size M. 0989487 70770. 55kg mặc size M, bạn này đang mặc luôn này, chị có lấy thì ok em chốt hàng cho chị này. Đẹp lắm các tình yêu ơi.
1m58 52 cân thì mặc size M nhá bạn ơi. Mặc size M như bạn này luôn này, bạn ấy 1m6 50 cân. Đấy. Bạn mặc size M đẹp luôn. Mặc size M đẹp luôn nhá. Tiên Tiên ơi, chị mặc size M cho em nhá. Chất dạ cái quần tất. Ok Hương Nguyễn. Ok Hương nha. Em có hai màu nhá, màu nâu tây em đang mặc và màu xanh rêu nhá. Chị thiệp cưới lệ thường nhá, Phạm Yến mẫu bao nhiêu? Em cao 1m60 nặng 50kg. Ok, Hải chị thêm một cái quần tất nha. Đây này em đứng lên cho các chị xem quần tất 50k một đôi này. 50k à, một cái này. 50k một cái quần tất này đấy. Đấy. Hải chị thêm Hải chị một quần tất luôn đi. Thêm Hải chị nha. Thêm cái của Hải chị nữa. Hải chị đứng này lấy cái gì vậy? Hải chị nhìn như còn chưa có số điện thoại mà. Hải chị lấy cái gì đấy chị ơi? Hải chị tủ đặt cái gì rồi mà? Hải chị có đơn chưa chị? Chị Hải Trịnh ơi, chị Hải Trịnh đặt gì đấy ạ? Chị Hải Trịnh lấy một quần tất. Chị Hải Trịnh đặt một quần tất này. Chị Hải Trịnh lấy một quần tất. Với cả gì nữa chị ơi? Với cả một set nâu à? Một set nâu nhưng mà chị cho em chiều cao cân nặng đi. Hải Trịnh vừa không còn. Hải Trịnh nhá. Hải Trịnh đã chốt đâu nhỉ? Chưa chốt cho Hải Trịnh. Hải Trịnh ơi, chị lấy cái gì? À 1m52 là 52 cân. Mặc size M nha. Hải Trịnh cho em số điện thoại đi. Xin chào Nguyễn Hường, Lá Hiên, Yến Nâu. Yến Nâu em đang mặc là từ 50kg mặc vừa nhá. 50kg. Em có 3 size, size M, size L và size XL nhá. Size M em đang mặc là 50kg đến 55kg mặc vừa. Yến Nâu là 450k các tình yêu ơi, bao gồm cả len luôn và đai thắt luôn nhá. Bao em gồm không cả... bán lời đâu ạ. Em không bán rời đâu nhá. Đây là cả nguyên một set 450k. Nguyên một set. Set váy dạ chưa cho số điện thoại, em chưa chốt đâu chị yêu ơi, cho em xin số điện thoại đi. Chị Hải Trịnh cho em xin số điện thoại. Đầm yếm bao nhiêu vậy? Set em đang mặc 450k nhá. 450k nhá chị Nguyên Hường nhá. Hải Trịnh ơi. 450k bao gồm một áo len này, đai này với cả yếm nâu em đang mặc nhá. Chốt rồi mà. Ok chị Hải Trịnh, nhưng mà chị cho em số điện thoại đi ạ. Chị chưa cho em số điện thoại ạ. Mẫu váy đang mặc bao nhiêu? Chị ơi, mẫu nào nhỉ? 450k. Các chị nha, 450k. Ok, chị cho chị em xin lại đi. Em chưa thấy số điện thoại của em chị đâu. Em chưa thấy số điện thoại của chị đâu. Cho em xin lại số điện thoại đi chị yêu ơi. Mẫu em đang mặc 450k nhá. Mẫu em đang mặc 450k nhá các chị nhá. Chất có bị nhăn không? Trời ơi, bao không chất nhăn luôn. Nha, em bao chất bao giá cho đây, các đứng, chị luôn ạ. Đứng sát cho chị xem nào. Chị quay đằng sau em xem. Ok, Elimu. Ok, Hải Trịnh cho số điện thoại rồi. Đẹp lắm các chị xem ơi. Em đang mặc 450k nhá, hàng đỗ nhá. 450k nhá. 0857 này. 991678. Ok chị nhá. 991 này, 678. 450k nhá các tình yêu ơi. 450k một set luôn nhá. Bao gồm cả áo len bên trong luôn ạ. Chị Phạm Thị Thùy Dung còn đây không ạ? Chị Phạm Thị Thùy Dung ấy, em chỉ bán nguyên một set này bao gồm cả áo len với một yếm với yếm nâu này nhá là 450k nhá. Nếu mà chị Phạm Thị Thùy Dung mà không lấy một set này thì chị báo là em ạ. Chị Phạm Thị Thùy Dung còn ở đây không ạ? Phạm Thị Thùy Dung là lấy riêng à? Chị bảo tưởng là bán set yếm nâu rồi. Trời ơi, cả một set mới là 450k. Các chị ơi, em không bán rời áo về ấy đâu nhá. Bao gồm cả áo len bên trong luôn ạ. Không có size S đâu em ơi, không có size S đâu. 0857. Hôm nay chỉ có size M dành cho người từ 50kg. Size M là 50kg đến 54-55kg mặc vừa nhá. Eli Vũ nhá. Eli Vũ comment chiều cao cân nặng đi. Eli Vũ comment chiều cao cân nặng đi. Eli Vũ size S à? 50 cân trở lên nha các chị ơi. 50 cân trở lên là mặc vừa luôn. Đẹp lắm, dạ ép đẹp luôn các tình yêu ạ. Dạ đẹp luôn, bao đẹp cho các chị luôn. Quan trọng là cái form dáng của nó rất là chuẩn luôn ấy. Nó là hàng Quảng Châu nhá, nên form của nó rất là chuẩn luôn. Ai lấy thì chốt. Yếu hết cả lưỡi, đi với đôi cao gót đây nhá. Thì có ai đây? Đi cao gót hoặc bốt nhá các chị nhá. Eli ơi em bao nhiêu cân? Cái này chị lại không có size S, nó chỉ là size ML thôi. 50 cân trở lên mới mặc được em ạ. 42kg không vừa đâu nhá Võ Kim Tuyến. 42kg không vừa đâu nhá. Em 45 cân cao 55 em thích mặc set chị đang mặc không? Em có thích mặc set trắng chị đang mặc không là vừa luôn. Set trắng chị đang mặc này này, 45 cân mặc vừa nhá. 310k. Cả một set luôn, áo sơ mi và chân váy luôn nhá. Đấy, set trắng này thì có size là 45 cân nhá.
đẹp quá mà không vừa. Phạm Yến đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Riêng cái dạ này thì tớ bao đẹp cho mọi người luôn đấy, bao từ chất đến form dáng luôn các chị nhá, gầy béo đều mặc được, form của nó cực chuẩn luôn đấy các chị ơi, không phải lo về về form dáng và chất liệu của cái này luôn. Có túi luôn nhá các chị nhá, có túi hai bên luôn, hai size ML, tình yêu nào lấy size nào thì chốt cho em cân nặng nhá, nhưng mà phải từ 50 cân trở lên mới vừa ạ. 50 cân trở lên mới chị vừa. Chị quay đằng sau cho em xem. Đây, vết thương trong em ơi. Đằng sau đây nhá. Đẹp lắm em ơi, riêng cái set dạ này mà chị bà bán ra với cái giá đấy thì nó phải là quá đẹp rồi. Sờ vào chất thôi là các chị mê luôn đấy. Riêng sờ vào chất là các chị mê luôn nhá, không phải lo về chất luôn. Form dáng thì quá chuẩn rồi. Bộ này 450k nhá, bộ mình đang mặc 450k nhá. Còn yếm nào nữa không? Ờ không em ơi, không mình không còn là set yếm len nhá. Mình còn set yếm len. Mình còn set yếm len dành cho người từ 50kg đổ xuống nhá. Có màu rêu nhá, có màu rêu. Việt Luân nhá, cái này có cả màu rêu. Mình đây. Có set yếm len đây này, mình có set yếm len dành cho người từ 50kg đổ xuống mặc vừa này. Set yếm len này, từ 50kg đổ xuống mặc vừa nhá. Ê Linh Vũ nhá, mình có set len này mặc len xinh lắm. Bộ trắng đang mặc kìa chị ơi, pin bộ trắng đang mặc 45 cân đổ lại thôi em yêu ơi, 45 cân đổ lại 310k nhá. Mình còn yếm form nhỏ nhá, nhưng mà là set yếm len chứ không phải yếm dạ đâu nhá, Phạm Yến nhá. Mình còn yếm len nhá. Mình còn yếm len dành cho người từ 50kg đổ xuống ấy, form nhỏ đấy. Ok Lý Vũ nhá. Hương ơi, hôm nay không có áo phao em yêu ơi. Hôm nay không có áo phao. Còn ai chốt mẫu còn ai chốt set yếm dạ em đang mặc không ạ? 450k này. Cao 1m50 nặng 52. Mặc size M nhá. Ok, chốt cho cái gì đây? Hà Miu nhá, đoàn Hà Miu. Màu rêu em mặc màu rêu cho các bạn đi. Ok nhá, mặc màu rêu lên cho Việt luôn nhá. Đây thử cởi ra lấy cái mấy là được. Nó lên vẫn thế đúng không? Cởi ra. Em chốt cho đợi chút lên màu rêu nhá, lên màu rêu đây. Hà Miu đoàn này. Đợi em lên màu rêu xong em mặc sang set yếm len dành cho người form nhỏ nhá các chị nhá. Các chị đợi em xíu. Hà Miu là màu nâu summer. Đẹp lắm các tình yêu ạ. 0398 này. 0398 931 934 931 984 0398 450k em ơi. 0398 931 984 1954 luôn. 450k nhá em nhá. Không bán yếm rời đâu. Trời ơi, cái áo len bên trong của nó đẹp thế mà. Các chị mua yếm rời làm gì? Áo len bên trong của nó rất là đẹp luôn đấy. Bây giờ em thử màu rêu lên cho các tình yêu này. Màu rêu cũng đẹp mà nâu cũng đẹp. Hai màu này rất là đẹp luôn. Thánh thay bộ quần áo kia ra đi con. Để mai mặc đi học. Nó là một set dở, set địa, set luôn. Chị không bán rời áo len mà cũng không bán rời yếm nhá. Không bán rời áo len mà cũng bán rời. Đây là màu xanh rêu. Chuẩn bị lên màu xanh rêu cho các chị. Jelly đây ơi, yếm của chị là 450k bao gồm cả áo len luôn. Cho các bạn từ 50 cân trở lên đến 60 cân luôn nhá. 50 đến 60 cân, còn set trắng chị đang mặc là chỉ có 45kg đổ lại mặc vừa thôi. 45kg đổ lại mặc vừa thôi nhá. Quần tất này, quần tất lưới này các chị yêu nhá. Quần tất lưới 50k một cái nhá. 50k một cái quần tất luôn nhá. Đấy. Màu rêu cũng đẹp lắm, nói chung là màu nào cũng đẹp, các chị yên tâm luôn. Ra thử đi, ra thử lại. Áo mài không có áo. Đây, màu xanh rêu. Màu xanh rêu đây. Xanh rêu đây các chị nhá, màu xanh rêu này rất là đẹp này. Đấy. Ai có nâu rồi thì lấy xanh rêu, mà ai chưa có xanh rêu thì ai có xanh thì lấy nâu, nói chung hai màu. Em mua rời mà bên mình bán xét. Em ơi, nếu mà em mua rời chị phải nói thật với em luôn là em mua rời em cũng phải mua tầm 400 đến 420 một cái yếm rời. Đây chị bán cả set cho em có 450k thôi, quá là lời luôn đấy. Quá là lời luôn mà nó là áo len của nó, áo len đẹp luôn. Đây, Yến ơi, Yến đây đây, set rêu đây. Set rêu đây nhá. Set rêu đây. Nó chỉ khác màu thôi, quan trọng là nó rất là ôm luôn đấy. Form của nó cực kỳ chuẩn luôn các chị ạ. Form rất là chuẩn luôn. Bao đẹp cho các tình yêu luôn nhá. Set set yếm dạ em đang mặc 450k nhá. 450k nhá các chị nhá.
L và XL nhá. Size M dành cho người từ 50kg đến 55kg mặc vừa nhá. 450k nhá, chị Trà My nhá, Nguyễn Thị Trà My nhá. 450k nhá, em không bán rời đâu ạ. Em 47kg. 47 cân không bon chen được đâu. Cũng bao nhiêu một con mình kia. Anh Quyên em 47kg, mình có set yếm len nhá. Mình có set yếm len nhá, lát mình lên nhá. Mọi người cứ theo dõi livestream của em nhá. Lát em sẽ lên set yếm len dành cho người form nhỏ nhá mọi người nhá. Có áo len màu khác không? Anh Quyên cho em size M. Em ơi, em 47 cân em không mặc vừa size M đâu. Em nha, 47 cân không mặc vừa size M đâu. Em ơi, nếu mà 250k em đem về chị nhập cho em luôn nhá. 250k mà mua được một cái yếm như thế này bao nhiêu chị cũng nhập luôn nhá. Thu Nguyên em vừa nhá, bạn mặc size M à, bạn mặc size L cho mình. Thu Nguyên mặc size L cho mình nhá. Thu Nguyên đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nhá. Mình có hai màu, màu nâu tây và màu xanh rêu mình đang mặc nhá. Nhìn set này quá, set này đẹp mà Phạm Yến. Bao giá bao chân luôn. Trời ơi, 68kg vừa không? Bạn đấy bảo là mua cái set này với giá. Cái la nơi mình có mà set sale mình đang mặc. Bạn ấy bảo mua cái set này với giá 250k và buồn quá đây này. Các chị này, các chị phải xem chất của nó nhá. Nó không phải là vải mà nó là dạ luôn. Nó là dạ ép luôn nhá các chị nhá. Dạ ép luôn, 250k. À 250k mua ở đâu được ạ? Em còn không nhập được giá đấy luôn ấy. Trời ơi. Anh Quyên ơi, chị không gầy đâu. Chị hơn 49, gần 50kg đấy. Đẹp lắm ấy. Hay là em cứ mua về nhưng mà gầy đấy. Nó có cái đai chỉnh được ở eo đấy. Chị Thu ơi, chị mặc size L cho em nhá, Thu nhá. Thu mặc size L cho em đi. Ừ. 450k, bình thường các chị mua nhà em thì biết đấy. Em mà bán cái giá này ra thì nó phải là đẹp rồi. Đẹp, đẹp lắm các chị ạ. Có màu nâu nhá. Có màu nâu tây nhá chị nhá. Có màu nâu tây nhá. Không bán lẻ áo ngoài đâu chị ạ. Em bán theo set nhá. Bên trong nó là áo len mà, các chị mua lẻ làm có gì? Có màu nâu tây đấy chị ạ. Đây, màu nâu tây đây. Nâu tây và xanh rêu, ai lấy màu nào thì em chốt nha. Em cầm lấy màu nâu tây cho. Nâu tây và xanh rêu nhá. Cho các chị từ 50 cân đến khoảng 60 cân. 50 cân đến 60 cân, hai màu đây như thế này ạ. Hai màu như thế này, hai màu. Chị cũng nghĩ là em mặc được đấy. 47 cân đúng không? Chị nghĩ là mặc được tại vì điều chỉnh eo ở đây này. 47 cân một mét bao nhiêu? Đi rồi chị yêu ơi, hàng hôm trước của chị đi rồi ạ. À. Em Quyên vừa đây anh Quyên ạ. Em nghĩ là vừa đấy. Em có thích không thì chị chốt cho. Em Quyên chốt màu nâu tây hay màu xanh rêu mình đang mặc nhỉ? Thôi thôi, trời chị xét người nhỏ. Nhưng mà xét đấy là xét len nhá, xét đấy là xét len đấy. Rồi ok em. Đó là xét len. Đây là xét lạ. 450k các tình yêu nha. Ok, nếu mà xem anh không thích thì em lấy màu này nhá. 47 vừa đấy, dạo này chị cũng gầy, chắc là chỉ còn 48 và 49 cân thôi. Nên là 47 là vừa đấy. Eo chỉ có 56, 57 thôi. Mẹ đâu rồi? Mẹ chó, là chó gì? Đúng không? 450k các tình yêu nha. Cả nhà vào chia sẻ bài của em đi. Em chỉ còn vài set nữa thôi là hết ạ. Còn vài set thôi. Bao đẹp cho các chị luôn. Hai màu nhá. Hai màu. Chị chào Hương nhá. Hương ơi chia sẻ bài hộ chị với. Ơ màu là màu đỏ đấy không phải bóng à? Cái mũ màu đỏ đấy. Gửi rồi, à, chị gửi rồi em yêu ơi, hôm nay chị cho đi luôn rồi đấy. Hôm nay chị cho đi luôn rồi, ok em nhá. Lên đi chị. Mặc lên đi. Ok. Đợi chút bạn lên xem lên nhá. Đợi chút bạn lên xem lên cho cả nhà nhá. Form nhỏ nhá, form nhỏ. Xe này có
tình yêu nào thích thì chốt của em này. 310k một set luôn, chân váy và áo sơ mi, bao gồm chân váy và áo sơ mi nhá các chị nhá. Quần tất em đang mặc là 50k một cái nhá, 50k một cái quần tất thôi nhá. Quần tất lưới đẹp lắm các tình yêu ạ. Quần cái bông đỏ này có đỏ nó đây làm gì có nhỉ? Đấy cô chỉ có cái đầu bông đỏ này thôi. Đỏ thì mùa nhảy với ngọc. À, thế thì không đỏ đâu, chị tưởng là của cô tưởng của bông. Siêu nhân, mũi siêu nhân. Set len này các chị yêu ơi, set len nhá. Chị Hương bon chen gì thế à? Mà bon chen đi xem có được cái gì không các em. Cái này xinh lắm ấy, cái chân váy của nó xinh lắm rồi này các chị này. 310k một cái, một bộ như thế này, không mua ở đâu được luôn ấy. Tay tay đây các chị nhá, tay đây. Sơ mi, mặt trời như thế này. Ôi. Ai chấm cho con cái đấy? Không, cháu xăm đấy. Hello, các chị đợi lên set váy len nhá. Đợi em sẽ lên set váy len 220k nhá. Váy len 220k luôn. Cô Phương ơi, cô gọi cho mẹ chẳng luôn. Cô gọi cho mẹ con làm gì? Chẳng thì Phương bảo luôn. Đây đó chính là... Thế chắc là để quên ở đâu rồi đúng không? Thông báo với mẹ không thấy ở nhà cô và sẽ ở luôn nhà cô chứ. Ừ, kệ mẹ thôi. Cái này nhà nó đi rồi, đi rồi đúng không ạ? Chắc là bóng để đâu rồi. Bóng thì để đâu rồi. Bóng ạ. Nhẹ nhẹ con đi bộ đi rồi. Váy len đi các chị ơi. Váy len đây nha. Lên váy len này. Váy len 220k màu xanh rêu luôn. Màu xanh rêu luôn nha. Bầu bí bon chen thoải mái. Tại vì dáng này là dáng kiểu nó thụm ấy, nó không phải kiểu bo vào người này đâu. Set này thì em có hai màu nhá. Một màu cam hồng, một màu cam hồng nữa thì cam hồng thì dành cho người từ 50kg đến 60kg nhá. 50kg đến 60kg vừa. Hai trăm hai mươi k một set nhá các tình yêu nhá. 220k một set bao gồm cả áo len bên trong luôn. Yến có thích, Yến có thích cái này không? Yến ơi. Anh Quyên đâu rồi? Anh Quyên đâu rồi? Set này, set nhỏ này anh Quyên ơi. Form nhỏ này có 220k thôi. Anh Quyên đây, nếu mà em 40 mấy cân nhỉ? 7 cân em vừa set len này nhá. À chưa, hôm nay có ai gọi nhắn tin cho chị bảo lấy set len này. Để chị xem lại. Em mặc hơi ngắn à, em cao bao nhiêu? Ok, chốt dạ nâu xanh bờ đi. Ok anh Quyên nhá. Vẫn kết dạ nâu à? Vẫn kết dạ nâu đúng không? Em thích dạ kia. Ok. Phạm Yến bao nhiêu cân nhỉ? Phạm Yến nhỉ? Chốt cho anh Quyên này. Em thích body. Ok, vậy thì lấy set dạ Yến kia đi. Đáng mét 64 á. Lily Lily lần nào chia sẻ cho chị bị chặn. Thế à? Trời thank ơi. You. Thank you Lily nhá. Bị chặn à em? Chia sẻ có 10 nhóm. Chặn 48kg. 1m64, 48kg thì mặc vừa set yếm dạ đấy, mặc vừa set yếm dạ mà, mặc vừa set yếm dạ size M nhá, mặc vừa set yếm dạ size M nhá, Phạm Yến nhá. Set mình đang mặc là 220k nhá, set mình đang mặc 220k nhá các bạn nhá. 220k, set này dành cho người từ 52kg đổ xuống mặc vừa, 52kg đổ xuống mặc vừa, mình cao 1m6 là nặng 50kg nhá. Body không có đâu em yêu ơi, không có body đâu nhá. 220k nhá Mi Nhon ơi. Set bạn đang mặc là 220k nha em yêu nhá. Cả áo bên trong luôn đấy, 220k là bao gồm cả áo luôn đấy. Màu xanh rêu và màu cam đất các chị ạ. Có hai màu xanh rêu và màu cam đất nhá. Xem được mạng miệng sao
này chị vào xem nó cứ đen xì đi luôn mà. Cái yếm nào nhờ Khánh Ly ơi? Yếm len hay là yếm dạ em ơi? Yếm len hay là yếm dạ? Em thích yếm len. Anh Quyền. Ừ, tại vì chị cứ thay mẫu liên tục với em. Đây nha, em thích yếm len hay yếm dạ để chị xem nào. Cái yếm len là 220k ly nhá. Còn yếm dạ là 450k. Nó có hai giá đấy, hai loại là hai giá khác nhau nhá. Mình ở Yên Bái nhá anh Quyên nhá. Mình ở Yên Bái nhá. Yếm dạ đẹp, Quyên yên tâm, yếm dạ rất là đẹp luôn. À, yếm trước cái xanh là 450k, em yêu ạ. 450k nó là yếm dạ, có cả xanh rêu và màu nâu tây luôn. Em có cần. Em yêu ơi, mai các bạn gọi điện cho em nhá. Mai các bạn gọi điện cho em chốt nhá. Kiểu gì mai chị cũng có bên chốt mà. Cái bóng điện của mình nhìn cứ mờ mờ ảo ảo ấy. Cái hiểu là có một làn xương. Mai chị thấy thay đổi cao như bị vỡ, tướng bị vỡ nhỉ. Đúng là tại nó nhòe vào đấy nhỉ. Yêu ơi, không bớt được nha. 48kg vừa mà em, 48kg chỉnh ở đai ấy. Nó vừa mà. Không cần sửa đâu. Không cần sửa đâu nhá. 48cân thì không cần sửa đâu. Nó có cái đai thắt mà em. Nó có đai thắt mà. Mà em 1m64 là chị nghĩ là em mặc được ấy. 1m64 con vừa zin luôn. Chị còn cũng còn cũng ít thôi, còn một vài set thôi. Bây giờ mặc gì cho mọi người nhờ? Sáng quá bạn ạ. Sáng quá à? Chị có tách mất một bóng đen. Này à? Đây là... Sáng quá hả chị ơi? Em tàn mua của chị kia ở Hòa Bình nhá. Cái này thì lại hơi tối. Thôi đành sáng một tí vậy. Sáng lên vậy các chị ơi. Váy, em mặc cho chị váy này chị ơi. Set xanh là 220k nhá Hiền nhá. Có gì lạ lạ? Trời ơi, lạ lạ. Em có mua luôn cái quần tất chị đang mặc không? Có quần tất đấy. Chị Hoa ơi, không có size nhỏ đâu, cái đấy chị mặc hơi rộng đấy. Chị có mặc cái set em đang mặc này không? Set đang mặc này 45 cân đổ lại này Hoa này. 45 cân đổ lại này. Em 45 cân vừa in bụng luôn chị ạ. Em 45 cân bụng em vừa in luôn đấy. Hello các chị nha. Set đấy là set nhỏ rồi. Nhưng mà cũng phải tầm 45 cân trở lên chị ạ. 45 cân trở lên bé quá thì mặc nó hơi bé. Lên váy nhá, chuẩn bị lên váy xinh cho các chế nhá. Chị thích cái váy kia, nó là váy len đấy. Váy len đấy. Chị mặc hơi rộng chút đấy chị ạ. Chị mặc hơi rộng chút đấy. Nếu mà chị thích thì chị cứ vào thử đi. Em chỉ thích cái áo á. Em mua cái áo về cho em tặng cái váy này cho ai đấy. Cái chân váy này xinh này, em không thích à? Cái set của nó mới xinh chứ. Đây, chân váy nó có quần bên trong luôn ấy. Có quần bên trong. Mà em không vừa đâu, cái này không vừa đâu. Chị chỉ có size 45 cân thôi. Váy đây, chuẩn bị lên đây. Em ơi, 48 cân hóng vào, hóng váy ngay và luôn nhá. 48 cân vào hóng vóng ngay, thất ạ. 52 cân đổ lại này, các tình yêu này. Không lại nhé. Không, để đấy cho mẹ đi. Đấy, xin chưa?
chưa? Các chị ơi. Váy đi, váy đi. Váy đi. 220k nhá, để em ghim giá nhá. Ghim giá có hai màu trắng đen luôn. Hai màu trắng đen luôn nhá. 50 cân, 45 cân đến 52 cân vừa cái váy này luôn. 45 cân đến 52 cân vừa cái váy này luôn nhá. Màu nâu tây này các chị này. Đẹp lắm, bên dưới là chất uni nhá. Váy 220k. Nào, chốt cho các chị nào. Váy 220k nhá, để em ghim giá nhá. Đây, ok các chị chưa? Hai màu nhá, để em dơ màu trắng lên cho các tình yêu xem luôn. Không phải mày. Xem váy này quá là xinh luôn các chị ạ. Có 220k, thêm bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Có hai màu, màu trắng đây ạ. Màu nút và màu trắng nhá. Chất uni này các chị này, bên dưới nó là chất uni này, co giãn này. Cái này bán rẻ này, thế à, 45 cân vừa đẹp luôn, mây tím ơi. Trời ơi, cái này nhá, chị thề luôn, 10 khách nhận được thì cả 10 khách khen. 10 khách nhận được cả 10 khách khen, tại vì chị chỉ bán chất đẹp thôi. Bên dưới là chất uni này, uni co giãn này, chị không bán cái chất cốt tông đâu các chị ơi. Chất này đứng lên ngồi xuống không hề nhăn nhá. Em mua ở đây là 350k, trời ơi. Chị bán có 220k thôi, chất ơi. Đẹp chứ, hàng loại 1 luôn nhá các chị nhá. Uni co giãn nha các chị nhá, hai màu luôn. Đây, bạc đẹp chưa? Chất cho các chị luôn. Quay ở gần đây này, quay sau cho các chị xem luôn này. Đấy. Đẹp lắm các chị nhá. Đẹp lắm ấy. Chị Phương Thảo ơi, chị bao nhiêu cân? Chị Phương Thảo chị bao nhiêu cân để em xem. 52 cân đổ lại thôi các tình yêu nhá. Bạn nào vừa 45 cân kìa, kìa mây tím kìa, 45 cân mặc xinh luôn. 45 cân mặc xinh luôn. Anh quên với cả Phạm Yến đâu hết rồi. Form nhỏ nè, váy xinh nè, có 220k nè. Đấy. 52kg đổ lại mặc vừa nhá. 52kg đổ lại mặc vừa nhá các chị nhá. Màu trắng à, đây để chị mặc màu trắng luôn. Chị 45 cân chị mặc màu trắng cho em xem luôn nhá. Chị 45 cân chị mặc bằng cân em luôn đấy. Đi lên. Cái này em mua rồi à? Ok, Quyên. Phương này uống nước này. Chị ơi, váy này chất cũng đẹp. Em giặt áo màu nào nhỉ? Em giặt áo màu nào? Có màu trắng nhá, có màu trắng nha Linh Nguyễn nhá. Mình có màu trắng nhá, đang lên giá màu trắng nhá. Có đầm nào 66kg không em? Đây hai màu luôn các chị ơi. Trắng và be nha, trắng và be nha. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng cân nặng cộng số điện thoại cho em nhá. 52kg đổ lại đâu, vừa trắng và be luôn. Hai màu đều rất là xinh luôn nhá các chị nhá. Sao lại phai em? Cái này nó là vải mà, nó có phai đâu em ơi. Cái này nó có phải là vải vải gì đâu. Nó là chất uni, nó như cái quần legging mà em yêu ơi. Sáu sáu ký không có đâu. Màu trắng đây nhá, đi nhá. Màu trắng đây. Trắng và be. Trắng và be nhá. Trắng và be nhá các chị nhá. Chị yêu nào lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Màu cộng số điện thoại cho em đi ạ. Bao đẹp cho các chị luôn. 52 cân đổ lại bạn ơi. 52 cân đổ lại là mặc vừa nhá. 66 cân không có đâu chị ơi. Chà My ơi, 66 cân không mặc vừa đâu ạ. Mây tím vừa này, mây tím vừa này. Thế rồi,
Thế à em? Tại vì chị lấy một cái này mặc mà. Em ơi, chị lấy một cái này mặc luôn ấy. Chị mặc cái màu trắng này luôn ấy, thế đáng ạ. Ví dụ như là vải bình thường nó là vải bò hay vải gì cơ? Nó mới phai, thì đây là chân mi mà em yêu. Cho em màu trắng nhé, mây tím. Okay, mây tím cho chị số điện thoại đi em ơi. Mây tím cho số điện thoại nhé. Tại vì chị bán cái váy này nhiều rồi em ạ. Bán váy này rất là nhiều luôn rồi ấy. Mây tím nếu mà lấy váy trắng thì cho tớ xin số điện thoại nhé. 220k các tình yêu ạ. Váy đang mặc là 220k, có hai màu luôn. Có hai đứa con màu. Trắng mà be luôn nhá. Trắng mà be. Hương hoàng là màu be là ok. Hương hoàng là màu be. Màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh các chị ạ. Màu này thì mặc nó sẽ tây tây nhá. Màu này mặc lên thì rất là tây này. Chốt cho hương hoàng màu be này, mây tím màu trắng này. Màu trắng chị nhé, Lý Nguyễn. Màu cộng số điện thoại đi, 52 cân đổ lại thôi các tình yêu nhá. Lý Nguyễn đặt hàng để lại số điện thoại giúp mình nhá. Lý Nguyễn đặt hàng để lại số điện thoại giúp mình nhá. Có phát phao không? 575991. Không có phát phao đâu ạ. Mây tím. Ok em, mai chụp gửi ảnh chị nhá. Hương hoàng là màu hương hoàng à? Màu be. 0975 0975 904 904 060 06 cơ à? Ship chùa Hương bao nhiêu ạ? Ship 25k. Em 54kg à? Không chị, 54 cân vừa đâu Ly ơi. Chưa vừa đâu nhá. Chưa cho Ly đâu đúng không? 52 cân đổ lại đâu? 52kg đổ lại mới vừa nhá. Ok em nhá, mai có gì thì inbox chị nhá. Hai màu này các tình yêu ơi. 220k các chị nhá, 220k một cái. Ai lấy màu nào thì chốt màu cộng số điện thoại cho em nhá. Các chị nhớ là chỉ cân nặng chỉ tầm 52 cân đổ lại thôi ạ. 52kg đổ lại thôi. 52kg đổ lại là mặc đẹp nhá các chị nhá. Xem lại cái yếm nào Thu Hiền ơi, chị xem lại cái yếm nào ạ. Cái yếm dạ hay là yếm len chị? Yếm dạ hay yếm len chị yêu ơi? Ừ, đẹp nhưng mà em không vừa đâu. 54 cân không vừa ấy. Quá đẹp luôn. Cái này cùng lắm là 52 cân thôi chứ 54 cân không thể vừa được em ạ. 54 cân mặc kích đấy. Yếm dạ chị bao nhiêu cân? Thùy Minh ơi, áo phao dáng dài chị chỉ còn mấy cái thôi. Thu Hiền ơi, yếm dạ của em đây này, chị bao nhiêu cân ạ? À? Ai có lấy quần tất thì bảo em luôn nhá. 50k một cái quần tất ạ. Yếm dạ của em đây, yếm dạ là hàng 450k. Bao gồm cả len bên trong luôn nhá các chị nhá. Yếm dạ bao đẹp luôn. Yếm dạ có hai màu nhá. Chị 58 cân 1m62, chị đặt size L cho em nhá, Thu Hiền nhá. 58 cân 1m62 size L, chị thích xanh rêu hay là nâu tây? Chị thích xanh rêu hay nâu tây thì chốt cho em nhé. Đây là xanh rêu và đây là nâu tây, bao gồm áo len luôn nhá chị ơi. Bao gồm cả áo len bên trong luôn. Em chỉ có hai màu này thôi, hai màu này là đen đẹp là chuẩn nhất chị ạ. Màu nào cũng đẹp luôn ạ. Mỗi màu đẹp một kiểu. Quan trọng là các chị thích màu xanh hay màu nâu. Con lên nhà lên nhé. Mấy giờ rồi con? Con chị... lên nhà lên nhé. Lên lên thì lên, lên thì về. Anh đi ngủ rồi. Mai anh đi ngủ. Chị gọi. Em bán tất mà chị Thảo ơi, chị bán tất là 50k một đôi em ạ. 50k một đôi nhá. 450k một set váy dạ chị yêu nhá. 450k một set. Một set luôn hàng mun nhá. Chị có nâu tây thì chị lấy xanh rêu đi chị yêu. Nếu mà có nâu tây rồi thì lấy xanh rêu đi. Chị mặc vừa size L luôn đấy. Chị mặc vừa size L nhá. Nó là dạ chứ không phải là chất thô hay cái gì đâu, nó là dạ ép luôn đấy các chị ạ. Nó dạ ép dày luôn nhá. Nó là hàng đông và bên trong nó là bao gồm một cái áo len luôn. Bên trong có áo len cho các chị luôn. Màu xanh nhá, ok Thu Hiền lấy màu xanh size L nhá chị yêu ơi. Thu Hiền này lấy màu xanh rêu size L nhá. Xem số điện thoại đi chị ơi. Chị yêu xem số điện thoại nhá.
Hàng mun bao nhiêu cân em? Hàng mun em bao nhiêu cân? Hello chị. Mai năm 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 rưỡi đi nhé. Dạ. Mai năm rưỡi đi chứ. Vâng vâng. Từ nay đi nhà ông Khải. Ra nhà ông Khải tập trung cái gì? Vâng vâng. Có đây chơi đã chị. Áo len của nó là áo len đen nhé chị nhá. Chị Hiền nhá. Váy hai chị mặc là 220k. Áo của nó là áo len đen nhá. Áo của set Yếm Dạ là 53 cân mặc size M luôn, mụn hàng mụn nhá. Vừa xinh luôn. Trần Thu Hiền chốt cho em xin số điện thoại đi ạ. Không có size cho người 40kg đâu Bảo. À Bảo Ngọc hỏi váy mình đang mặc hay là set Yếm. Thảo ơi hôm trước chị không bán đất, hôm nay chị mới bán em ạ. Hôm nay mới có đất nhá. Năm ngoái chị mua của bạn Thanh Xuân chỉ có 380 thì chắc là kiểu khác rồi. Tại vì em không nhập được giá đấy luôn đấy chị ạ. Em không nhập được giá đấy đâu. Bảo Ngọc ơi, váy mình đang mặc, bạn hỏi váy mình đang mặc à? 42kg. Ai đấy? 40 cân. 40kg mặc vừa. 40 cân. Mình cho mình váy đang mặc 42kg. Chị Cam Thành cái gì á? Cho em số điện thoại cộng màu nhé chị ơi. Cho em số điện thoại cầm cộng Hiền màu luôn nhé. Em không bán rời đâu chị nhé. Em chỉ bán cả set thôi ạ. Em không bán rời đâu ạ. Đi ăn gì vậy? Ăn lẩu. Em ăn lẩu hôm qua vừa cho mấy chị em ăn được không? Hôm qua là ăn ở Vinh Phúc cạnh đấy. Nó khoái nhanh ăn rồi. Tùy mình 500, 400 tùy mình. Thì mình đặt nồi 400, 500 hay là bao nhiêu đấy? Ok. Xe mình đang mặc là từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 40kg vẫn vừa nhá. Bảo Ngọc nhá. Cho xe áo lên đi em ạ. Chị ơi chị lấy màu gì đấy? Chị lấy màu gì đấy chị Cam Thành ơi? Chị lấy váy em đang mặc chị lấy màu gì à? Để em chốt màu cho chị nhá. Chị đó. Chốt màu nâu tây em đang mặc hay là chốt màu trắng ạ? Trần Thu Hiền ơi đây này áo len đây. Bình thường các chị mua áo len này nó cũng phải vào 100k rồi chị Hiền ơi. 100k rồi. Đây nhá. Em cho chị xem cái áo len mặc trong đây nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Đây set của nó là áo len đây, áo len mặc trong đây chị Hiền nhá. Trần Thu Hiền lấy size L à? Lấy size L nhá, 8 cân. Ok, em chốt cho Trần Thu Hiền này. 0984 957 672. Dạ đẹp mà các chị. Ok Thu Hiền. Áo màu gì cũng được ạ. À? Ok nha, thì em chốt cho chị màu trắng nha. Em chị cho chất này đẹp thật. Để tạo đấy. Trở ra một chút. Cam mấy em màu nâu tây, màu nâu tây. Ok, màu nâu tây nha. Ok chị luôn. 0357 0357 này. 0357 259 589 á. 259 này. 589 này. Cam gì á? Cam Thanh Hát à? Nói chung là không có dấu thì chỉ đọc thế thôi ạ. Mình muốn mặc váy đi. Ok chị yêu. Váy em đang mặc chị có vừa không? Váy em đang mặc chị không vừa chị đâu. Chị không vừa đâu chị Trần Thu Hiền ạ. Chị không vừa đâu nhá. Hương ơi cái gì Hương? Hôm nay em mới nhìn thấy cái gì đấy Hương ơi? Hương ơi hôm nay em mới nhìn thấy cái gì? Chị bây giờ chị mới đọc comment của Hương này. Có váy body không em? Em không có đâu chị ơi. À có. À nhưng mà chị lại Yếm rồi. Váy đi các chị ơi, hai màu nhá, nâu tây và đen trắng nhá. Ok chị yêu luôn. Em chốt cho chị một cái rồi. 220k một cái. Đúng rồi. 220k một cái nhá các chị nhá. Tôi ơi, chị thấy hôm nay áo phong hẳn đó. À phong hẳn em có lấy được đâu. Ờ hôm qua kia thấy. À hết sạch rồi. Cam Thanh Hát. À áo phong hẳn là. Ok chị Cam Thanh Hát ạ. Cam hẳn hết sạch rồi. Cam hẳn hẳn vào tiền hết lần sau ấy. Mình cảm thấy nhiều đây nó kiểu này. Còn ai chốt set váy em đang mặc không ạ? Set váy em đang mặc có hai màu nhá, màu nâu tây với cả màu trắng nhá. 220k ạ. 220k nha các chị nhá. 220k ạ. Set này quá xinh luôn. Có màu nâu tây em đang mặc này với cả màu trắng đây nhá. Màu nâu tây em đang mặc với cả màu trắng nhá. Thank you.
28. Đấy màu gì nhưng hết là có đúng một cái. Để lấy trong cái hết rồi. Đứng lên xem nào chị ơi, ok đây em. Nhìn như cái đấy chị to, cái đấy chị chỉ bằng một ít thôi. Đem ơi, cái to này hơi to là đây nhá, màu nâu tây. Màu nâu tây này, mình đang mặc quá xinh luôn này. Vừa xinh vừa tây luôn nhá. Chị thêm đôi giày cao gót màu nút màu đen. Vừa xinh đây này, vừa xinh giày cao gót màu nút màu này nhá. Đẹp lắm, giày cao gót nó xinh như thế này nhá. Đều đẹp, nó nhẹ. 220k thôi, 220k thôi, bao giá bao chất cho các bạn luôn. Bao giá bao chất cho các bạn luôn. Bao giá bao chất cho các bạn luôn nhá. Bao giá bao chất luôn. Rêu đẹp. Rêu đẹp. Rêu đẹp. Đấy nó phải bé bé cho các bạn. Váy này dành cho người từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. Chị Liên Nguyễn 50kg mặc vừa nhá. Vừa xinh luôn chị Liên Nguyễn ạ. Quá xinh luôn, 50kg thì mặc vừa xinh luôn. Em cũng 50kg đây nhá. Em cao 1m60 nặng 50kg nhá chị Liên Nguyễn nhá. Phạm Thị Thu Thảo ơi, từ 52kg đổ xuống là vừa nha em nhá. Còn 52kg đổ xuống là vừa nhá. Mọi người đặt hàng cao hơn số điện thoại cho em với ạ. Mọi người đặt hàng cao hơn số điện thoại, bên mai nhân viên bên em sẽ gọi điện trước hàng nhá. Quá xinh luôn này. Đi thêm đôi dép cao hơn nữa là quá xinh. Cũng có 3 màu ạ. 3 màu ạ, em về mấy trăm cái một màu ấy là hết luôn rồi. Màu này nhìn nó hơi không chết gì. Cho chị cái màu nâu. Ok chị Phạm Thị Thu Thảo nhá, chị lấy một cái nâu ạ. Lấy một nâu. Chị lấy màu này thôi. Không ạ. Giả. Phạm Thị gì em? Phạm Thị Thu Thảo. Cái màu này được các bạn. 0972. Không rộng lắm. 0972. 695 259 259. Ngô Loan bảo bống về hộ tớ với. Ốc tưởng bống về rồi, không thấy đâu. Bống đi chơi chị ạ. À? Bống đi chơi nhà hàng xóm rồi. Rêu này cái màu này là màu này cũng được. Màu này màu cam đất nè. Ừ. Cái màu kêu kêu chị Liên Nguyễn 50kg mặc vừa quá xinh luôn, chị Liên Nguyễn không đặt à? 50kg mặc vừa nhá, chị Liên Nguyễn nhá, có 220k thôi, bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Có màu nâu tây và cam trắng nhá. Có màu nâu tây và màu trắng ạ, hàng chuẩn Zara luôn ạ. Có nâu tây và màu trắng nhá. Xin chào Hà Minh Hạnh. Sao là hàng xóm thích ý? Lại đặt thêm ý. Tại vì nó trần đẹp. Cái kiểu cái trần nặng nó là siêu nhẹ, đẹp mà thích. Nó ấm lắm. Giặt nó nhanh khô lắm. Nhanh khô nó ấm, nó không bị cái hàng phao béo kia. Xin chào Giang Đinh. Xin chào Hà Minh Hạnh. Mà cái tay nó bo chun. Tay mà muộn nỉ boy sập lâu khô. Đúng, áo thì khô nhưng mọi người ơi, đang xem live stream của em thì share giúp em với ạ. Share cho em với, lên các hội nhóm để đẩy lượt view cho em với ạ. Ai đang xem chấm cho em một chấm đi ạ. Ai đang xem chấm cho em một chấm đi ạ. Xem màu trắng đi. Đúng rồi, chị ơi, ta hay cho khách xem màu trắng. Màu trắng đây các chị ơi, màu trắng đây nhá. Màu trắng đây ạ. Ai thích lấy màu trắng mà em còn mổ đi. Lấy set trắng. Chị ơi lấy set trắng, chị Hải Trịnh lấy set trắng cho em số điện thoại đi ạ. Hải Trịnh lấy set trắng cho em số điện thoại đi ạ. Gầy nó tự. Nếu gầy thì nó không góp đi, nếu mà mình kéo nó lại. Em bây giờ em kéo lên 2 cân nó chỉ đủ bụng thôi. Đúng rồi. Ví dụ chỉ có khổ. Hải Trịnh cho em số điện thoại đi ạ. Em chốt ạ. 2 cân thì không cần, em có 45 cân thôi. 45 cân mình như thế phải rồi. 45 cân như bây giờ mà 47-8 cân số cũng đúng, đang bụng luôn ấy. Xe em đang mặc có hai màu nhá, màu nâu tây em đang mặc với cả màu trắng nhá, màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Các chị thích màu nâu tây hay màu trắng thì bảo em nhá. Thank you Nguyễn Phạm, thank you Thảo Vũ Ngọc Thảo. Chị Hải chị cho em lại số điện thoại đi ạ. Chị Hải chị cho em số điện thoại đi ạ. 1m56 nặng 53kg vừa không? Cái lúc thanh niên nó thấy đáng bị sao mà để chữa thần tài làm xong là em lên 18 cân là 58 cân để xong xong một năm sau em lại về 40 hay 42 cân xong chữa thằng Khánh thế bây giờ cân nhanh đến bây giờ cứ một bây giờ mấy năm nay rồi thằng Phong 7 tuổi rồi em cứ 45 cân nó tầm cân nặng ấy thế chị thì đấy bạn ok chết
chốt cho Hải Trinh nhá. Đồ em sao tới nay không thấy ra vậy? Hải Trinh này lúc ấy lấy một cái gì rồi đúng không? Lấy một cái này. Tết dạ nâu mờ này. Đây lấy 3 cái. 1m56 nặng 53 kg vừa không? 1m56 nặng 53 cân. 53 cân á? 53 cân hơi tí. Cho Hải Trinh lấy 3 cái gì. 53kg thì em nghĩ là hơi bị kích bụng đấy chị ạ. Chị eo chị bao nhiêu ạ? Nếu mà bụng to thì hơi bị lộ bụng đấy chị. Bụng to thì hơi bị lộ bụng đấy. Da trắng Giáng sinh mình giao rồi nhá. Mình giao rồi mà da trắng Giáng sinh. Mình giao rồi mà hàng chốt ngày nào là cho đi luôn trong ngày rồi nhá. Da trắng Giáng sinh nhá. Nếu cái này mà chị xuống dưới kia chị còn mua đắt hơn em. Chắc là người ta giao chậm thôi. Bạn cố chờ thêm 1 hoặc 2 ngày nữa nhá. Mà cái này ấm. Ấm mà nó nhẹ. Hôm nào có gọi chị chứ để chị sang chị làm cái. Cái phao là nắng lắm ấy. Đây này. Nhưng mà cái này nó to quá nó không còn vừa. Cái đấy hơn một tí nữa. Đấy mẹ em nó cũng cất đi cũng hết sạch rồi đây này. Ờ. Cái màu này cũng được. Cái rêu hết sạch rồi. Anh cất đi một cái rêu cũng hết rồi. Không có. Cái màu này cũng được. Ờ. Vô mặc 2X. Hôm nay là mười mấy ngày rồi mà em không nhận được. Tên là gì? Da trắng Giáng sinh. Đâu có quen thế á? Chắc thế nhỉ? Cháu chỉ bằng 1 đi. 1 cháu bao nhiêu cân? Cháu 51. Chị 1m50 mặc được không hay dài? Mặc được chị nhá. Chị mặc được nhá. 1m50 mặc được chị ạ. 1m50 thì mặc đến đầu gối thì quá xinh luôn. Nay mua 400 một bộ thể thao. Mặc được chị lên dưới nè, mặc nó đến chớm đầu gối này, xong chị đi cao gót lên. Cái này thì nó cũng ngắn mà, chị 1m50 thì mặc nó sẽ đến đầu gối. Mặc nó sẽ đến đầu gối, cái này thì nó lại vừa xinh nữa. Em lại thích kiểu dáng dài qua đầu gối hoặc là đến đầu gối cơ. Vì lúc ý đi giày cao gót lên dáng nó sẽ đẹp hơn. Em có cả màu trắng nhá. 56kg không vừa đâu Vân Khang nhá. Không vừa đâu Vân Khang, xin chào Phương Vũ. 56kg thì không vừa đâu, lại bị kích bụng rồi. Cái này chỉ dành cho người từ 52kg đổ xuống mắc vừa thôi mọi người ạ. Nhưng mà thế hàng mang về là có người là nó tự thuê mình lấy, nó tự vận chuyển. Chị Liên Nguyễn đặt hàng để lại số điện thoại cho em nhé. 1m50 vừa chị ạ. 1m50 mặc được nhá. 1m50 mặc được ạ. Bảy
Chị Liên Nguyễn ơi, cho em lại số điện thoại đi, sao lại ra 11 số rồi ạ? Chị cho em lại số điện thoại đi ạ. Hơi già. Chị Liên Nguyễn cho em lại số điện thoại đi ạ. Nó ra 11 số rồi chị ơi. May mà cái Hương nó cứ bảo thì mình lại cất đi cái không thì giờ đấy còn chẳng về hàng. Có từng lô một mà. Chị nào bụng to thì mặc quần em bụng vào thì mặc lên là... Thu Trần, ok chị Thu Trần ạ. Chị Liên Nguyễn cho em lại số điện thoại đi ạ. Thu Trần. Thu Thu à? Không là 42kg vừa nhá Kim Anh nhá, 42kg mặc vừa nhá Kim Anh nhá. Kim Anh đặt hàng thì lại số điện thoại cho mình có hai màu, màu nâu tây và màu trắng nhá. Liên Nguyễn 0967720763. Ok, chốt cho chị Liên Nguyễn nhá. Nó đã phối rồi, nó phải xem chất rồi. Kim Anh 42 cân vừa nhá. Kim Anh đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nhá. Kim Anh đặt hàng để lại số điện thoại cho mình. Có hai màu nha, màu nâu tây mình đang gặp chính là màu trắng đấy. Hai chốt màu nào thì nâu tây hoặc trắng để lại số điện thoại cho mình. Chị ơi, đứng màu trắng ra khách xem thôi. Đây, màu trắng đây nhá chị ơi, màu trắng đây nhá. Màu trắng đây các chị ạ, trắng đen luôn nhá. Khoảng tầm 44 cân đến 52 cân là mặc đẹp luôn ạ. 44 cân đến 52 cân mặc xinh luôn nhá. 40 cân vẫn vừa, 40 cân 2 cân vẫn vừa. Đây chị ơi, hoa sữa ơi, màu trắng nè. Còn chị nào đặt xe đang mặc không ạ? Xe em đang mặc 220k nhá. 220k có màu nâu tây với cả màu trắng đây ạ. Màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Chị nào đặt hàng thì ghi nâu tây kèm số điện thoại hoặc là trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Mẫu này từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa. Xin chào Lệ Hằng. 52kg đổ xuống mặc vừa nhá các chị nhá. Em bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. Màu nâu tây này mặc xinh lắm, màu trắng cũng rất là đẹp. Cho nó Thu Trần cho em. Thu Trần chốt rồi. Tất cả mọi người, Kim Anh nâu tây địa chỉ. Ok, em chốt cho chị Kim Anh nhá. Không. Ok,
chốt cho chị Kim Oanh rồi nhá. Ok, chốt cho chị Kim Oanh rồi nhá. Còn ai đặt nữa? Em chốt cho chị Kim Oanh rồi ạ. Còn ai đặt nữa không ạ? Sếp và em đang mặc có màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Có cả màu nâu tây với cả màu trắng nhá. Nâu tây với cả màu trắng nè. 220k nhé các chị. Xinh lắm nên là em đứng lên cho mặc xem. Đây nhá. Đấy, các chị đi dép cao gót lên nữa thì xinh. Lên dáng rất là chuẩn luôn nhá. 52 đổ xuống, 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa. Hello Phúc Lộc, xin chào Phúc Lộc. Chị luôn ạ. 220k nhá, có màu nâu tây đang mặc với cả màu trắng nhá. Mọi người ai đang xem chấm cho em một chấm nhỉ? Mọi người ai đang xem chấm cho em một chấm đi. Xe bài lên các hội nhóm cho em với. Xe bài lên các hội nhóm để lấy view cho em với. Xin chào Tuyết yêu thương, xin chào Vũ Tiến Cử. Nói chung là bán này nó nhiều lúc là quẩy mệt phết. Mọi người ơi, em mặc một đồ có chân váy chưa ạ? Chưa có chân váy đâu em nhá. Chưa có chân váy đâu em ạ. Hôm nay chị đi nhập nhưng mà chưa nhận được hàng đẹp ý. Có ai thích áo da mỏng không? Có ai thích áo da mỏng thêu công không? Nhiều người đâu, có ai thích áo da mỏng thêu không? Có ai thích áo da mỏng không? Có ai thích áo da mỏng thêu công không? Lên form rất là sang luôn nhá, sang chảnh chảnh xả luôn nhá. Áo da mỏng này, thêu công ở hai tay này. Đó. Da pha lưới nha các chị nhá. Da pha lưới chưa bao giờ hết hot luôn nhá. Đặt hàng bao lâu mới lấy được hàng vậy chị? Em ơi, hàng em đặt thì ngay hôm sau chị sẽ gửi hàng nhá. Tầm 2 đến 3 ngày là em nhận được nhá. Còn em ở xa thì tầm 3 ngày nhá. Tuyết Nguyễn, em ở gần thì chỉ mất tầm 1-2 ngày là nó đến thôi. Tuyết Nguyễn nhá. Chị ship COD toàn quốc 30k nhá. 25 đến 30k nhá, tùy từng sản phẩm nhá. Tuyết Nguyễn nhá. Có ai thích áo da mỏng hay không ạ? Áo da mỏng này. Cố mang lên mà không phải của mình là mình trả lại. Nếu mà nó tự làm thì nếu mà nó làm sai thì mình làm sai thì mình mới chịu. Nói chung làm gì nó mệt, nhưng mà có cái là nó vừa vừa cái phải thôi. Em đứng lên cho chị xem lại. Đây chị ơi, Thu Trần ơi. Đây nhá. Đồ chó bao nhiêu? Đây chị Thu Trần ơi. Áo da có size không bạn? Áo da có size nhá bạn nhá. Áo da có size nhá bạn nhá. Mà đã xác định mua cái kiểu này thì mua cho người ta không thôi. Xem ưng thì thật. Vì là người ta đang phải chuyển đi còn nếu không mua chị. Em không lên, em không có khoác đâu ạ. À. Em không có khoác, hôm nay không có khoác đâu. Ngoài Vũ nhá. Tuyết Nguyễn, vậy em đặt nhà chị lâu vậy mà chẳng thấy chị gọi điện. Tuyết Nguyễn ơi, Tuyết Nguyễn em đặt cái gì em inbox lại cho chị đi.
Tuyên Nguyên inbox lại cho chị đi nhá. Tuyên Nguyên inbox luôn nha chị nhá. Tuyên Nguyên inbox luôn cho chị để chị check inbox nhá. Có dạ di lê không em gái? Em không có đâu chị ạ. Em không có dạ di lê đâu. Em chỉ có set yếm dạ thôi ạ. Em chỉ có set yếm dạ thôi ạ. Vâng, em nhớ chị mà, em nhớ chị. Em nhớ chị rồi. Em nhớ chị rồi chị Dung ạ. Đây áo da em đang mặc đây, 220k nhá. Ok, Tuyên Nguyên để mình xem lại nhá. Áo dạ có size nhá. Áo da mình đang mặc có size nhá. Có size M này, L và XL nhá. Có size M, L, XL nhá. Mình có size nhá. Em Vũ, bạn cao 1m2, bạn nặng bao nhiêu kg để mình cân size cho bạn nào? Bạn cân mình chiều cao cân nặng đi để mình cân size cho nhá. Đây, áo da đẹp lắm. Xanh chả, chen chả, xanh chả lắm đây này. Theo công nữa, theo bằng tay luôn nhá các chị nhá. Theo bằng tay luôn đây này, theo tay luôn, đẹp lắm luôn đây này. Đó. Áo da mình đang mặc là 220k nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá. 220k nhá các bạn nhá. 220k. Vâng, vâng chị Dung ơi, em biết rồi. Em 43kg, cao 1m55. 43kg. Mặc size M cho chị nhá. Eli Vũ mặc size M cho chị nhá. Áo bạn đang mặc giá bao nhiêu? Áo mình đang mặc 220k nhá các bạn nhá. 220k bao giá bao chất cho các bạn luôn ạ. Chất vô cùng đẹp đây. Đây, theo công ở hai bên tay này. Mệt lắm, mệt vô cùng luôn nhỉ. Bình thường em đi live thuê 1 tiếng nó còn trả 180 đấy. Mệt mà. Đấy là còn cạn nói đấy. Mệt chứ là mệt. Đi 1 tiếng. Áo mình đang mặc 220k nhá. 220k nhá. Đó, theo công ở hai tay nè. Cho em xem sau lưng. Ok, đây em ơi. Sau lưng đây nhá. Sau lưng em ơi. Đó, sau lưng đó nghiêng này. Cái áo này vô cùng trang xả luôn. Váy em mặc trong người có giá là bao nhiêu? Váy em mặc 50kg, cao 1m6. Mặc được chị nhá, ơi bằng cân em. Chị Hà Thu ơi, bằng cân em. Bằng cân em nhá, chị Hà Thu nhá. Chị mặc size M cho em ạ. Hà Thu mặc size M cho em nhá. Hà Thu đặt hàng để lại số điện thoại cho em, bảo Bình. Váy em mà mặc bên trong này em bán 220.000 nhá. Váy mặc bên trong này em bán 220.000 nhá. 220 nhá. 220 nhá. Em lấy
cái size M nha. Ok. Ok, Eli Vũ nhá. Ôi, tao vẫn đi kiếm tiền. Sao đấy? Cho số điện thoại chị đấy. Chuẩn bị về. 0386 001 001735. Ok, chốt cho Eli Nguyễn nhá. Có áo dạng ngắn không? Eli, em không có đâu nhá. Eli Vũ à? Ừ, Eli Vũ. Cái gì đây? Ni Phạm Hằng Ni. Chị ơi, chị hỏi váy em đang mặc hay áo da? Áo da này thì 220k nhá. 220k nhá. Còn váy em đang mặc cũng 220k nhá. Áo này mỏng. Vâng, áo da mỏng mà chị. Áo da mỏng mà chị. Cái này là áo da thời trang ấy. Áo da có size S không? Mình có 40 cân. 40 cân mặc được size M, size M này không chị nhỉ? Chị Phương ơi, 40 cân có vừa không? Hơi rộng tí nhá. 40 cân thì phải bóp vào rồi. 40 cân thì phải bóp eo rồi. Áo bạn đang mặc nặng 58kg, cao 1m65. 58kg mặc 58kg mặc XL hay XL? 58kg bạn mặc XL cho mình nhá. Eli Vũ, mình cam kết đảm bảo với bạn là chất đẹp. Chị nào vừa 58kg mặc size XL cho em nhá, mặc XL cho em. Chị cao 1m50, nặng 45kg. Mặc vừa chị ạ, à, chị mặc size M cho em nhá. Bảo Bình mặc size M cho em. Chị mặc size M cho em ạ. Bảo Bình mặc size M cho em nhá. Em cam kết với các chị là chất đẹp ạ, chất vô cùng đẹp, em bao giá bao chất cho các chị luôn. Chị Thanh Thanh Huệ đặt hàng để lại số điện thoại cho em nhé. Chị sẽ mặc XL này. Chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em ạ. Chị đặt hàng để lại số điện thoại cho em nhé. Lấy em áo khoác đó 46kg. Ok, đặt hàng để lại số điện thoại cho chị nhá. Lệ ghẹ nhá. 46kg em mặc size M cho chị nhá. Hương Nghi ơi, mình ở Yên Bái nhá. Mình ở Yên Bái nhá. Lấy gậy cho mình số điện thoại đi. Chị ơi, tìm em size M. Không. Đây. Đây là gì? Lệ gậy. 0933. Lệ gậy á? Vâng, lệ gậy. 0933 465 465 629 73kg thì không có size nào vừa đâu. Thanh Thanh Huệ XL. Thanh Thanh Huệ XL. Không 01666 ba số 6 ấy. 789 005. Áo em đang mặc là 220k nhé các chị nhé. Thanh Huệ đấy. Thanh Thanh Huệ. Áo em đang mặc là 220k nhá. 220k. Ui, nói bé thôi, đau họng. 220k nhá các chị nhá. Khi nào chị liver áo khoác phao? Thu Thùy Minh ơi, mai nhá. Mai mình ship về Nam Định bao nhiêu? Ship 25k. Ship 25k. Ship 25k nhá, Thanh Thanh Huệ nhá, ship 25k nha em nhá. 58kg mặc size XL cho mình nhá. Nhẫn Đặng ơi, mình có đọc tên sai. Nhẫn Đặng ơi, 58kg mặc size XL cho mình nhá. Nhẫn Đặng đặt hàng để lại số điện thoại cho chị. Chị ơi, váy em đang mặc, cái váy bên trong em đang mặc này thì chỉ 52kg đổ xuống mặc vừa thôi ạ. Váy em đang mặc thì chỉ từ 52kg đổ xuống mặc vừa thôi chị nhá. Váy đang ở đây bỏ đắt.
Đây đằng sau đây ạ. Ờ, chị ơi, size M hương liễu này, 09. Hương liễu. Ok, em chốt cho chị Hương Liễu. Chị Hằng Vương, Vương Thị Hằng ơi, em chỉ chốt cho chị được áo da thôi nhá, còn đầm chị không mặc vừa đâu ạ. Hương Liễu size M 0943 078 162. Ờ, chị Vương Thị Hằng này. Vương Thị Hằng size XL. Đây, mình đứng lên. Các bạn hỏi áo da hay là hỏi váy đấy. Nếu mà váy thì bảo mình bỏ áo da cho xem váy bên trong nhá. Còn cái mình đang mặc ở ngoài này là áo da đấy. Đây, dáng đây. Áo da đây. Còn váy bên trong đây. Đó. Nam Định bao nhiêu ngày nhận được? Tầm 2-3 ngày nhận được nhá Hương Liễu nhá. Tầm 2-3 ngày là nhận được nhá. Tầm 2-3 ngày là nhận được thôi nhá. Chắc là mình nghĩ là tầm 2 ngày thôi. Chậm nhất là 3 ngày nhá. Đây. Đây mẫu váy bên trong em mặc 220k nhá. 220k nhá các chị nhá. 220k. 220k nhá các chị nhá. Mẫu váy em đang mặc 220k nhá. Có màu nâu tây với cả màu trắng đấy ạ. Xin chào Hà Lê nhá. Xin chào Vân Nguyễn nhá. Mọi người ai đang xem livestream chia sẻ xem lên các hội nhóm để lượt view cho em ấy ạ. Chia sẻ lên các hội nhóm để lượt view cho em ấy cả. Cho em ấy ạ. Mẫu váy em đang mặc là từ 52kg đổ xuống mặc vừa nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa. Có màu trắng nữa nhá các chị nhá. Đây áo da đây. Còn chị nào đặt áo da nữa không ạ? Áo da này có size nhá, size M, size L, size XL nhá. ML, XL nhá. Áo này mặc xinh lắm, sang này vô cùng sang chảnh, tranh xả luôn. Đó. Nè. Đây mặc cái quần da nữa thì xong đi bốt nữa thì quá là chất luôn. Chất con nhà bà ngất. Áo da 220k nhá. 220k nhá. Em đang mặc. Em mặc size M nhá. Em mặc size M nhá Thanh Thanh Huệ nhá. Em cao 1m60 và nặng 50kg nhá. Em mặc size M. Áo da là 220k nhá. Trần Hoa cho size M. Chị ơi. Chốt size M. Trần Hoa. Size M nhá. Trần Hoa. 0347 113 661. Cái mình đang mặc là size M nhá các bạn nhá. Đây, còn một người nữa size XL nhá ơi. Size XL. XL cho ấy. Ờ cái gì đây? Hằng Hương Thị, à Vương Thị Hằng. Size XL 58 cân đi vào. Tên là gì? Vương Thị Hằng. 0985 0985 478 965. Hôm nay mẫu xinh quá ai đây. Em cảm ơn chị Thư Thư nhá. Em cảm ơn chị Thư Thư ạ. Cái mình đang mặc là size M nhá. Mình cao 1m60, nặng 50kg nhá. Xin chào Nguyễn Thương Huyền, xin chào Ly Sang Nguyễn nhá. Mọi người ai đang xem, xe lên các hội nhóm cho em với. Như đây bán ở nhà này có bà làm rồi, cả nó. Mà nhà hơn ở ngoài kia nhiều. Em đang mặc áo da hay gì? À, cái mình đang mặc là áo da nhá. Cái mình đang mặc là áo da mỏng này. Áo da mỏng theo theo hai con công ở hai bên cánh tay này này. Theo hai con công ở hai bên cánh tay này nhá. Đó. Dạ pha ren luôn nhá. À dạ pha lưới luôn nhá các bạn nhá. Mình bao giá bao chất cho các bạn luôn. Dạ pha lưới luôn, bao giá bao chất cho các bạn luôn nhá. Đó.
bao giá bao chất cho các bạn luôn, 220k nhá, 220k. Đó, các bạn mặc cái lại quần dao quần legging xong là đi bốt với đi giày cao lên thì quá là chất luôn. Bảy kg áo da, em đang like áo da mà kim bun chanh cái gì cherry, áo mình 220k nhá. 57 kg thì mặc size XL cho mình nhá, 57 kg thì mặc XL cho mình, 57 kg mặc XL nhá, 57 kg thì mặc XL cho mình nhá, kim bun nhá, mặc XL cho mình nhá, kim bun chốt hàng để lại số điện thoại nhá, mặc XL cho mình nhá. Có nhà cái nhà ở ngoài đó nông cường nó mua một tháng kiếm 7 tỷ, cái nhà nó tên nông cường ấy, nó bán giá nó bán giỏi chứ nhỉ, 7 tỷ lãi khiếp thế chịu. Ừ. Không làm gì đến bất gốc trên tỷ, thế bọn nó bảo đấy nó chẳng có phải không, nhưng mình phải chắc cả gốc lãi thì làm gì tháng 7 tỷ. Thế ngoài đấy ở những chỗ đấy bán toàn hàng đều. Có size áo da không? Saka Hoa Quỳnh có nhá. Mình có size M, size L, size XL nhá. Áo da, đúng rồi, kim bun. Bạn mặc size XL cho mình nhá. Đặt hàng để lại số điện thoại nhá, 57kg mặc size XL nhá. Có khoác len lông cu không? Mình không có nhá. Không có nhá. Thu Thư mình có phao nhưng mà mai mình like nhá. Mai mình like phao nhá. Mai mình like phao nhá mọi người nhá. Hôm nay muộn rồi. Chị ơi, chốt này. Kim chốt đi, XL. Kim bu. Bao nhiêu cân đấy? 57. 57. Kim bun chanh cherry. Kim bun chanh nhá. Kim bun chanh cherry. 0906 159 057. Mai đi nhá. Size L. Hôm trước đặt áo phao nhà chị màu lông thì lúc nào chẳng nhớ. Em chị về đấy. Màu thực ra thì nó vẫn giống ở ngoài thôi, nhưng mà kiểu mình like nó có bóng điện đây này nên là nhìn nó sáng thêm một xíu thôi. Khánh Phượng ạ. Xin chào Nguyễn Thị Xoan nhá. Thường là like như thế này thì sẽ có bóng điện ấy, nên nó sẽ sáng thêm một tí nhá. Đưa mẹ. Còn ai đặt xếp với em đang mặc với cả áo da em đang mặc không ạ? Áo chị đang mặc giá bao nhiêu tiền? Áo mình đang mặc 220k nhá, Phương Thanh nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá, xin chào Nguyễn Minh Lan nhá. Áo mình đang mặc 220k này. Rất là đẹp luôn này, thêu công ở hai bên này, thêu bằng tay luôn nhá mọi người nhá. Có 220k thôi ạ. Có 220k thôi nhá. Áo mình mặc 220k nhá. Áo mình mặc 220k nhá. Áo da mình đang mặc 220k nhá các bạn nhá. 220k. 220k, 220k nhá. Này mình nghiêm sang chưa? Mọi người đặt hàng thì cứ để lại số cân nhá, em căn size cho ạ. Mọi người đặt hàng để lại số cân nhá, em căn size cho. Có 3 size M, L và XL nhá. Có 220k thôi các chị ạ. Có 220k thôi. Đường đi đấy đi.
Chị Tường Vi ơi, chị bao nhiêu cân ạ? À? Để em cân size cho chị ạ. À. Chị Tường Vi cho em cân nặng đi ạ. À. Chị Nguyễn Tường Vi cho em cân nặng đi để em cân size cho chị nhá. Vivi ơi cho chị cân nặng đi. Vivi cho chị cân nặng để chị cân size cho, để chị chọn size cho. Chị Tường Vi cho em cân nặng đi để em chọn size nhá. Vivi cho chị lại cân nặng đi để chị chọn size cho nhá. Trên này áo da mặc là quá sang chảnh luôn. Chưa. À, em 54kg. 54 cân thì mặc size L cho mình nhá. Ok, chiết chốt cho Tường Vi nhá. Vivi 47kg thì mặc size M cho mình nhá. Vivi 47kg mặc size M cho mình nhá. Em cầm à? Chị cầm mà. Lê Hoài Thu 55kg, 55kg mặc size L cho mình nhá. Ok, để mình chốt, nhiều người chốt quá. Nó lại trôi hết bình luận đi bây giờ. Nguyễn Thị Tường Vi 0975. Áo em mặc 220k nhá. Áo da này thì em chỉ có một mẫu thôi các chị ạ. Chốt cho Vivi. Vivi size M. Vivi size M với cả Lê Hoài Thu size L đó. Còn mẫu nào nữa không? Có cái mẫu váy mình đang mặc bên trong này này. Váy mình đang mặc bên trong này. Váy mình đang mặc bên trong này 220k nhỉ. Váy mình đang mặc bên trong 220k nữa nhỉ. Tay dài này. Tay dài. Đó. Xin chào Mai Lan. Áo kiểu hay áo? Còn mẫu áo khoác nào nữa không? Em lấy mẫu nữa. Áo khoác á? Chị không có đâu. Chị không có đâu, Nguyễn Thị Tường Vi ạ. Chị chỉ có váy thôi. Chị chỉ có váy thôi nhá. Chào Lan Tống nhá. Chị chỉ có váy thôi. Áo kiểu hay áo khoác vậy? Đây là áo kiểu, áo thời trang nhá. Kiểu áo thời trang đó, chứ không phải áo khoác đâu. Đây, giá của nó như thế này nha các bạn nhé. Sang lắm. Có 220k thôi, bao giá bao chất luôn. Đấy, đây này. Sang lắm. Đây, nghiêng đây nhá. Theo hai con công ở hai bên cánh tay này này. Là dạ pha lưới nhá. Quá xinh luôn. Mẫu bên trong có màu trắng không? Mẫu bên trong có màu trắng nhá. Nguyễn Thị Tường Vi, ừ, chị chốt cho em áo da rồi mà. Nguyễn Thị Tường Vi chốt em áo da rồi mà. Mẫu bên trong có màu trắng nhá. Ý em áo kiểu đó. Không, váy kiểu này thì chị chỉ có một cái mẫu này duy nhất thôi nhá. Lê Hoài Thu của chị size XL. Lê Hoài Thu 55kg 5XL. Chị bảo XL. Chị lấy XL. Chị bảo chị lấy XL. XL rộng chặt thì chị tự chị nhá. XL rộng chứ. Chị Lê Hoài Thu ơi, chị 55 thì chị mặc size L thôi. Nhưng mà chị bảo em gửi XL thì em cứ gửi XL cho chị nhá. Đây. Đây, áo da đây. Áo da đây các chị. Áo da đây, em thử khoác cái 55 cái 55 XL này. Em tập quá, xem xấu quá. Cái này XL đây. Em đang mặc XL đấy á? Hay XL? XL. Hết mở rồi à? Không biết nhưng mà em khoác bừa vào không mà. XL đây. XL đây. 60 cân được không?
Em nghĩ là vừa. 58 cân thôi nhá, trước thì 57, 58 cân thôi. Lấy cho chị XL nhá. 55 chị 55 cân mà. Nhưng mà chị cứ bảo lấy XL. Vì vai chị to vâng, em chốt cho chị XL ạ. Lê Hoài Thu chốt XL nhá. Lấy áo kiểu em mặc 1m64 nặng 58kg chọn size dùm. Ok, chị Trần Nguyên chị mặc XL nhá. Chị Trần Nguyên mặc XL cho em nhá. Chị được. Chốt nhá, chị được. Cho số điện thoại rồi đấy. 58 vừa. 1m64 thì đến gối. Chị ơi, 1m64 thì mặc đến qua gối một tí. Vân Phạm mình là 1m58 nặng 52kg, mặc váy trong size gì shop ơi? 52kg, hàng này chỉ có một size thôi, 52kg mặc vừa đẹp luôn Vân Phạm nhá. 52kg bạn mặc vừa đẹp luôn Vân Phạm nhá. Vân Phạm đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nhá. Bạn lấy màu nâu tây hay là màu trắng ạ? Bạn lấy màu nâu tây hay màu trắng? Bạn 52kg thì mặc cái này thì quá là vừa luôn rồi. Ok chị Lê Hoài Thu nhá. Trần Nguyên mặc size XL cho em nhá. Nó cũng không ngắn quá đâu. Mặc với quần cặp cao lên chả đẹp quá. Nhìn dáng còn đẹp thì em còn thích nó ngắn đến rốn thôi mặc quần cặp cao ấy. Ok em chốt cho chị Trần Nguyên nhá. Chốt cho chị Trần Nguyên size XL nhá. Năm bảy cân cao 1m67 mặc size L à? Phải XL. XL mình hết từ XL đúng không? Thế thì báo hết à? Còn hai cái size L nữa nha. Em chỉ còn hai cái size L, ba cái size L. Đấy, xong chị vào chốt cho Trần Nguyên nhé. Cho số điện thoại rồi. Chốt cho chị Trần Nguyên nhé. Trần Nguyên có hàng nhé. Áo này có cỡ nhỏ không? Mình 40kg. 40kg thì không có đâu ạ. Cái này nó là thời trang thì em bảo các chị đấy nhé. Lưới mỏng thôi nhé. Vâng, em bảo rồi mà. Yến Nhi 57 cân cao 1m67 có vừa váy không? Không vừa đâu nhá. Váy này chỉ từ 52kg đổ xuống mặc vừa thôi. Chị Nguyễn Thị Linh ơi, 58kg mặc vừa không? Em lại hết size to mất rồi, em chỉ còn size L thôi. Em hết XL rồi chị Linh ạ, em hết XL rồi nhá. Cứ để lại số điện thoại đi, mai còn em. Chị Nguyễn Thị Linh ơi, chị để lại số điện thoại đi. Chị Nguyễn Thị Linh để lại số điện thoại đi. Mai còn để em gọi điện em chốt đơn cho chị nhá. Chị Nguyễn Thị Linh nhá. Chị cứ để lại số điện thoại đi. Em ơi chị cao 1m66 nặng 6kg. Không có size nào vừa đâu chị Mai La. Áo chị mặc bao nhiêu vậy? Áo chị đang mặc 220k nhá. Chị mặc lên nhiều thế. Áo chị đang mặc 220k nhá. Cao 1m53 nặng 45kg. Tuấn Minh. Hả? 45kg thì mặc size M cho mình nhá. Mặc size M cho mình nhá. Còn một cái size M đúng không chị? Hết rồi à? Cứ để lại số điện thoại cho anh. Tuấn Minh để lại số điện thoại cho mình nhá. Để lại số điện thoại cho mình nhá. Tuấn Minh để lại số điện thoại cho cái mình nhá. Trần Nguyên ở đây là không hiện Trần Nguyên. Trần Nguyên 0987 097 920. Xin chào Phương Lê. Mấy chị, mấy anh em vừa đọc tên đi, để lại số điện thoại cho em nhá. Để lại số điện thoại cho em.
giờ em 50 cân em mặc tổng ạ. Mọi được. Dạ. 50 cân đi nhỉ? 50 đến 55 cân. Cân đi. Chị không có áo da khác đâu, chị chỉ có cái loại mỏng thời trang này thôi nhá. Chị chỉ có cái áo mỏng thời trang này thôi nhá. Cao 1m54, nặng 60kg, bụng to mà săn. Không có đâu ạ, Phong Lan dừng ấy, không có size cho 60kg đâu. Không có size cho 60kg đâu nhá, Phong Lan dừng nhá. Xin chào sữa chua. Chỉ còn 3 cái size L thôi. 3 cái size L. Ừ. Thôi cả các em đang mặc trên người ra 3 cái. Ừ. Áo da đang mặc chỉ còn 3 cái nữa thôi nhá. Dành cho người từ 50 đến 55 kg nữa thôi nhá. Áo đang mặc chỉ còn 3 cái dành cho người từ 50 đến 55 kg thôi các chị nhá. Áo này em bao chất bao giá cho các chị luôn ạ. Áo này mặc đẹp lắm thế này, thêu hai con công ở hai bên tay này nhá. Da pha lưới luôn nhá, da pha lưới chất co giãn này. Hello sữa chua, xin chào sữa chua. Còn ai đặt nữa không ạ? Em chỉ còn duy nhất 3 cái thôi nhá. Chị nào nhanh tay thì đặt được hàng nhá. Em còn duy nhất 3 cái thôi, dành cho người từ 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Em còn 3 cái này thôi ạ. 3 cái. Còn chị nào đặt hàng áo em đang mặc không ạ? Áo da em đang mặc áo da mỏng nhá. Áo da pha lưới nhá, 220k nhá các chị nhá. 220k. Còn 3 chiếc, còn 3 chiếc cuối cùng dành cho người từ 50 đến 55 kg nhá. 50 đến 55 kg ạ. Áo này bao nhiêu? Áo này 220k nhá. Áo da mỏng mình đang mặc 220k nhá Quang Minh nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá. Quá là xinh là sang luôn này, mặc với quần da hoặc quần legging cặp cao xong đi đôi cao gót đôi bốt lên nữa. Xin chào Hoài Trần. Áo bạn mặc bao nhiêu đấy? Áo mình đang mặc 220k nhá. Áo mình đang mặc 220k nhá các bạn. 220k và còn 3 cái duy nhất dành cho người từ 50 đến 55 kg nhá các bạn nhá. Còn 3 cái duy nhất dành cho người từ 50 đến 55 kg. Vậy váy 60kg còn không chị? Không có cho người 60kg đâu Phương Lan ơi. Váy mình đang mặc bên trong này thì chỉ dành cho người từ 52kg đổ xuống thôi nhá. 52kg đổ xuống mặc vừa thôi nhá Phương Lan nhá. Còn ai đặt áo da em đang mặc nữa không ạ? Còn ai chốt áo da không ạ? Còn ai chốt áo da thì chốt đi ạ. Ship Thái Nguyên bao nhiêu bạn? Ship 25k bạn nhá. Ship 25k nhá Mạnh Hùng nhá. Mạnh Mạnh Nhung nhá. Mai Nhung nhá.
Không biết cảm mắt. Mình 54kg, 1m54 có vừa không? Vừa nhá bạn nhá, vừa đẹp luôn. Bạn mặc size L cho mình nhá, Thục Nhi nhá. Bạn mặc size L cho mình nhá, Thục Nhi. Thục Nhi đặt hàng để lại số điện thoại cho mình nhá. Có quần legging không bạn? Thanh Thanh Huệ, mình có quần legging nhá. Có quần legging chất bao đẹp luôn nhá. Có quần legging nhá. Có quần legging nhá, Thanh Thanh Huệ nhá. Áo da bao nhiêu? Thế em áo da em bán 220 chị Nhung ạ. Còn đúng 3 cái. Còn đúng 3 cái size L dành cho người từ 50 đến 55kg nhá Nhung Hoàng nhá. Váy bao nhiêu? Váy em đang mặc là 220k nhá. Váy em đang mặc là 220k nhá Hoa Nhung nhá. Bao giá bao chất cho các chị luôn ạ. Bao giá bao chất cho các chị luôn nhá. 220k này đẹp lắm. Có được kiểm tra trước không? Không chị ơi, bên em không cho đồng kiểm đâu nhá. Không có kiểm tra hàng, mà em cam kết với chị là hàng chị nhận được là tất cả những sản phẩm mà các chị nhìn thấy em livestream trong cái livestream này đấy ạ. Không treo dê bán chó đâu ạ. Có chân váy da không bạn? Em không có chân váy da đâu nhá. Đây váy em đang mặc đây chị. Thế vừa nãy chị hỏi váy nào ạ? Váy em đang mặc 220k đây nhá. Váy em đang mặc 220k đây nhá. Đấy, có màu nâu tây và màu trắng này. Có màu nâu tây và màu trắng nhá. Chị nào đặt hàng thì ghi nâu tây kèm số điện thoại, mà đặt trắng thì kèm trắng kèm số điện thoại cho em nhá. Quần có size không bạn? Quần có size nhá, chị Thanh Thanh Huệ nhá. Quần legging có size nhá. Chị comment chiều cao cân nặng đi, em sẽ chọn size cho chị nhá, Thanh Thanh Huệ nhá. Thanh Thanh Huệ comment chiều cao cân nặng đi. Thục Nhi áo da. Ok chị Thục Nhi nhá, chốt cho Thục Nhi nhá. Thục Nhi 54 cân. Vâng ok, chốt cho Thục Nhi. Em còn duy nhất 2 cái áo da. Em còn duy nhất 2 áo da dành cho người từ 50 đến 55kg nhá các chị nhá. Còn duy nhất 2 cái thôi ạ. Còn duy nhất 2 cái thôi, chị nào nhanh tay đi thì còn hàng. Thục Nhi ở thành phố Lào Cai. Áo da đấy mình 45kg vừa không? Mình hết size nhỏ rồi ạ. Mình hết size nhỏ rồi Mai Nhung. Bạn cứ cho mình số điện thoại đi, xong ngày mai có thì mình sẽ gọi điện cho bạn nhá Mai Nhung nhá. Bạn cứ cho mình số điện thoại đi, mai mình sẽ gọi cho bạn. Váy 43kg mặc được không? Váy này 43kg mặc vừa nhá. Mặc vừa nhá. 43kg mặc vừa xinh luôn nhá. 43kg mặc được nhá, Vũ Huệ nhá. 43kg vừa nhá. Có màu nâu tây với cả màu trắng nữa đấy. Size L nhá, dành cho người từ 50 đến 55kg nhá. Có ai lấy để có ai lấy không để em chốt ạ. Có ai lấy không để chốt để em đi nghỉ đấy ạ. Áo da chất có đẹp, ok. Em cam kết với chị là chất rất ok nhá. Chất bao giá cho chị luôn nhá. Chất vô cùng đẹp luôn ạ. Còn thêu tay hai con công ở đây này, hai con công ở hai bên sườn này. Đây là hàng mỏng pha lưới nhá. Hàng mỏng pha lưới nhá, kiểu hàng thời trang ấy, nhưng mà chất vô cùng đẹp luôn, em cam kết với các chị luôn ạ. Áo này là 220k nhá chị nhá. Áo này 220k. Đây em mặc vào cho, không cần phải dơ đâu. Áo đấy bao nhiêu cân thì vừa? Áo này chỉ còn size L dành cho người từ 50kg đến 55kg thôi nhá. Nào nói thì em chẳng nói gì. Áo da XL không em? Em hết XL rồi chị Minh Phương nhá. Em hết XL rồi nhá.
Minh Thủy ơi, bạn hỏi váy hay là hỏi áo da đấy? Áo da thì chỉ có màu đen mình đang mặc thôi nhá. Em còn duy nhất hai cái dành cho người từ 50 đến 55 kg nhá. Dành cho người từ 50 đến 55 kg nhá. Em còn duy nhất hai cái áo da này, size L dành cho người từ 50 đến 55 kg nhá. Chị nào đặt hàng ấy thì comment số điện thoại cho em nhá. Thì comment số điện thoại cho em ạ. Muộn rồi ạ. Em kết thúc like ở đây ạ. Chị đặt một cái dồn. Đơn lúc chiều đi rồi. Thái Ngọc. Chị Thái Ngọc ơi, đơn lúc chiều đi rồi chị ạ. Đơn lúc chiều em cho đi luôn rồi chị ạ. Đơn lúc chiều em cho đi rồi nhá chị Thái Ngọc nhá. Còn ai đặt áo da này không? Em còn hai cái size L 50 đến 55 kg mặc vừa nhá. Chị nào đặt hàng thì comment áo da kèm số điện thoại cho em để em kết thúc like ở đây ạ. Xin chào các chị nhá. Em cũng không biết luôn. Áo này 220k nhá. Áo 220k nhá Thảo Bùi nhá. Áo 220k chỉ còn hai cái size L dành cho người từ 50 đến 55 kg thôi Thảo Bùi nhá. Thảo Bùi đặt hàng để lại số điện thoại nhá. Có được xem hàng không? Không nhá Minh Thủy nhá. Mai Nhung có size M thì gọi mình nha. Ok chị Mai Nhung. Có thì mai em gọi luôn cho. Có áo da 65kg không em? Không có đâu chị ạ. Không có 65kg đâu nhá. Trần Thị Kê nhá. Không có đâu ạ. Nguyễn Đoàn đầm đang mặc 56kg vừa không vậy bao nhiêu tiền? Đầm mình đang mặc chỉ dành cho người từ 52 đổ xuống 52kg đổ xuống vừa thôi nha Nguyễn Đoàn nhá. 220k nhưng bạn 56kg thì không vừa rồi. 56kg thì mặc sẽ bị kích đấy. Ok, em xin chào mọi người nha. Em còn hai cái áo da này 50 đến 55kg mặc vừa này. Ai đặt hàng thì để lại số điện thoại cho em nha. Em còn duy nhất hai cái. Và bây giờ em chào mọi người nha. Em kết thúc like ở đây đây ạ.